Lên nha mấy chị, em xả đồ dài bé trai bé gái. Vô mấy chị ơi, chị nào đang coi cho em xin một chấm nha. Hôm nay là có bán áo sơ mi nữa nha, xả thêm áo sơ mi nữa đó. Sơ mi đầm công chúa chị nào đang coi là cho em xin một chấm nha. Em chào chị Mỹ Mỹ nè. Thấy mọi người vô coi và mọi người cho em xin một chấm nha. Bên đây cũng đông mà sao không em tự chấm cho em luôn. Chị nào, em mới đổi cái tên đó nha, vẫn là em á, tại em đổi cái tên đó thôi chứ không phải là em đổi cái tên lại cho nó đẹp đó. Em đó nha. Hôm nay có đầm công chúa nữa nha, chị nào muốn mua đầm công chúa không? Đầm công chúa, áo sơ mi nữa. Nhưng mà bây giờ đầu like là em sẽ xả những cái mẫu lẻ size nha. Bộ dài á, bộ dài em chuẩn bị xả đây là bộ dài bé trai. Nó có cả bộ dài bé gái nữa nha. Chị nào muốn mua đồ dài bé gái mấy chị comment ha. Có baby doll 10kg mà đồ dài đúng không chị? Baby doll 10kg mà chị đang hỏi bộ dài đúng không? Bà hỏi bộ dài hay bà hỏi bộ ngố vậy? Bà comment lại đem lấy cho coi nè. Hôm nay có bé trai chị. Hôm nay có bé trai, chị mua bé trai bao nhiêu ký vậy? Quần jean, áo sơ mi với set bộ luôn nha. Cái gì? Đầm á hả? Đầm 10kg hả? Đầm 10kg để đi ra coi kiếm coi còn lẻ size thôi, em đem vô sale cho ha, đầm 10kg đúng không? Ký có cái này cũng dễ thương nè. 10 ký có cái này nè. 18 với 20 ký hả? Baby doll. Cái mã này là có cặp luôn nha. Đây. Đầm baby doll nè, có cặp luôn. Có nghĩa là có size nhí với size đại luôn. Rồi nhí 55, đại 65 ha. Đầm form baby doll mà đầm tiểu thư á. Cái tay nó là tay phòng nha. Rồi size nhí là 55.000. Size đại là 65, nó có hai màu ha. Rồi một cặp. Chị ơi, váy nào cho bé đầy tháng không? Chị không có đầy tháng đâu. Nhỏ nhất là 9 tháng. Không phải, lộn, nhỏ nhất là 9kg. Đó, đầy tháng là tới 3-4kg. Nhỏ xíu là chị không có bán đầm 3-4kg đâu nha. Rồi hoa, mấy chị comment là đầm tiểu thư hồng ha. Rồi tiểu thư trắng, được chưa? Một cặp nó là hai màu. Nhí đại luôn ha, 55-65. Rồi chị nào chốt mã này comment là đầm trắng nè. Đầm hồng. Rồi size đại chốt dùm em tới 35kg ha. Mã này là tới 35kg luôn, 55-65 nha. Rồi một cặp hai màu để em lên bộ cái đầm này là đầm baby doll mà phơm nhí 10-12kg nhưng mà lẻ size nha, còn có một cái thôi, sale 40.000 một cái duy nhất ha. Vải này là vải lụa nha. Đây, rồi chị nào chốt mã này là comment đầm lá đi, comment một chữ thôi, lá nha, lá vàng dễ thương ha. Phơm baby doll nha, 10-12kg, nói chung là 10-12kg đi, hết rồi, 40.000 nha. Phía sau nó cột cái dây ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là đầm lá nè, 40.000 nha. Chị có chốt không? Đầm này dễ thương mà. Bây giờ bộ mà 18 với 20kg nè chị. Bộ trai 18-20kg đúng không? Để em lên cái mã này.
set này là mới ha, set bé trai mới 18-20kg luôn. 59.000 một set nha. Chị nào chốt mã này comment là set đỏ, 59.000 bé trai á. Rồi mã này là 59. Nguyên một set luôn ha. Đây, áo này hơi bị ngầu luôn. Mã đỏ nha. Rồi set đỏ. Vải cô tông 4 chiều. Rồi chị nào chốt mã này là comment là set đỏ nè. Đây, 59.000 size 17 nha, số 8 em bán rồi. Số 7 22kg giùm em. Cái quần của nó là quần lửng màu đen có túi luôn. Đây nguyên một set ha. Rồi chị nào chốt mã này là comment set đỏ size nhí giùm em. 59.000 nha. Đỏ. Nhìn nó ngầu ha. Vải đẹp lắm nha, vải chính phẩm luôn á. Rồi đỏ size 17, 22kg thôi. 25kg em bán rồi à, nha. Rồi đỏ set đỏ nè. Nhí 59.000 nha, riêng một set luôn á, 59.000. Rồi chị nào chốt thì comment là set đỏ ha, 59 nguyên một set á. Bên đây ba chị đang coi. Em xin chào. Jean dài với áo đi tiệc. Jean dài á hả? Sao bà không nói sớm? Có jean dài mà, lên jean dài nha. Jean có chứ. Jean jean nha. Rồi chị nào chốt jean thì cứ comment cái mã nha. Rồi jean dài size là 18-26kg giùm em ha. Size nhỏ nhất là 18kg, 18-26. Comment mã này là mã 52 nha. Jean mã 52. Trời ơi cái quần nó siêu ngầu luôn á. Đẹp chưa? Comment mã này là jean 52 giùm em ha. Bên trong có lưng rút. Rồi cái này là nó theo nguyên cái logo số 05 nha. Có cái hình đại bàng gì đó. Rồi bên dưới là mai sunlight. À phải, à, mai nó cắt rách á. Nó cắt rách cái like nó không có lên like nha. Chị có, chị đang lên jean từ từ nè Bảo Trâm. Đợi chị xíu chị đang lên ha. Rồi đồng một giá 85.000 nha. Thôi em, cái đơn của em nó đi Mỹ mà sao em cứ vô em coi hoài vậy cưng. Chị không có biết đầm gì hết á cưng ơi. Cẩm tiên nha. Chị không có biết đầm gì hết á. Em lựa xong rồi em im. Em lựa xong rồi em im. Chị chốt cho em gì cũng mệt mỏi lắm á. Cái đơn em đi Mỹ rồi nha. Em đừng có comment nữa nha. Ừ. Rồi mã này mấy chị comment là jean. Jean 52 nha. Jean 52. Tại nó có rất là nhiều mã quần màu xanh á. Rồi đẹp chưa? Bé trai 18kg cho tới 26kg giùm em nha. 85.000. Rồi chị nào chốt mã này comment là jean 52. Nó có quách rách nhẹ hai bên ha. Trời ơi cái quần này nó không có may lên like đẹp lắm. Đó, nó cắt rách bên dưới cái like ống luôn ha. Rồi jean 52 nè. 18 cho tới 26kg giùm em ha. Một cái quần jean như vậy 85.000 nha. Em bán một giá hết á. Quần lửng hay quần dài gì cũng 85 nha. Quần lửng hay là quần dài gì cũng một giá 85 hết. Rồi jean bé trai. À, 52 nè. Rồi jean này mấy chị comment giùm em là 019 nha. Jean đen bé trai luôn. Nó cũng là jean dài luôn á. Mà comment giùm em là 019. Cũng 85.000 luôn ha. 019 màu này màu đen nha. Cái jean này là màu đen. Đầm công chúa không có 35kg chị. Size lớn nhất của nó là 28kg rồi ha. Jean bé trai có chứ. Có lửng luôn. Có lửng có lửng. Đang lên cái mã này là dài. Cái này thật ra nói dài nhưng mà nếu mà đúng ra là 9 tấc nha. Nó cỡ cỡ 9 tấc á. Rồi cái logo này là theo con ong. Đó theo con ong gu xì luôn. Bên trong có lưng rút ha. Rồi jean đen. Comment giùm em cái mã này là 019 nha. Jean đen bé trai 019. Có jean dài bé gái 24kg nè. Có mà. Rồi co giãn luôn ha. Rồi chị nào chốt comment giùm em là 019 nha. 85.000 bé trai. 18kg tới 26 giùm em nha. Size nhỏ nhất là 18kg. Rồi size lớn nhất là size 26kg á. Có lưng rút luôn. Jean này đẹp lắm. Rồi jean bé trai nha. 019 nè. Cái mã hồi nãy là bao nhiêu? Mã hồi nãy là cái gì đó? Qua này. Mã này 019 nè. Có theo con ong này là 019 giùm em nha. Rồi chị Rô Đặng nè. Chị vô trong tin nhắn chấm cho em một chấm đi nha. Rô Đặng nè. Có gì cho em xem. Có chứ. Có. Rồi 019 cho chị Rô Đặng ha.
20 kg, 85.000 một cái quần nha. Chút xíu em lên áo sơ mi cho chị phối vô, hoặc là áo thun á, áo thun cổ bẻ cũng đẹp lắm, nó có mã áo thun cổ bẻ kia cũng đẹp nữa. Rồi tiếp quần jean nữa nha. À xen kẽ qua jean bé gái một cái xong rồi quay lại bé trai ha. Rồi em thấy chị rồi. Bà vô bà bấm chữ chờ âm chăm sóc chấm. Bé trai mà lửng 18-19 kg là chị có nè, đợi chị bây giờ chị lên quần bé gái xong rồi quay qua quần bé trai lửng nha. Gái hả? Gái thì chị ra lên. Gái cái mã này mới nè, hôm qua chưa có bán mã này luôn. Bây giờ gái 24 kg. À gái 24 kg. Bà vô bà chờ âm chăm sóc chấm. Rồi mã này gái này comment giùm em cái mã là rồi hết rồi, khỏi comment mã rồi, còn có một cái à, comment chữ tim thôi nha. Tại phía sau túi nó theo trái tim, được chưa? Phía sau túi nó theo trái tim. À, phía trước nó cũng theo tim luôn. Trời ơi nó đẹp xuất sắc, hôm qua bán hết trơn này. Còn đúng một cái size này á em là size 24-25 kg nha cưng. Rồi chị nào chốt comment tim ha. À không, nó không có tương tác chị. Bây giờ chuyển qua fanpage đi, cá nhân cá ơ gì nữa. Bây giờ máy này đi. À, em không có like cá nhân. Hồi lúc có đó nhưng mà dẹp rồi, không biết nữa, dẹp rồi. Rồi cái mã quần này bên dưới là nó may lên like ha. Đây bên dưới mã quần này có lên like sẵn luôn. Rồi theo trái tim, nó cắt ráp nhẹ hai bên ha. Rồi phía sau cũng theo tim luôn, đẹp lắm. Nhưng mà còn có một size thôi nha. Chị nào chốt comment chữ tim thôi. 25-26 kg giùm em, toàn bộ nó đều là hàng jean mềm co giãn hết. Đây em kéo nhẹ ra nó đã giãn như vậy rồi á. Rồi em chốt thì em comment là tim nha, 85.000. Tại chị còn có một cái thôi, hết rồi, không có cái thứ hai đâu. À bây giờ xong rồi qua mã trai xong rồi tiếp gái nha. Cái tim này là còn một cái thôi nha. Bà nào chốt thì comment chữ tim ha, 85.000 á. À, bé trai nè, cái đó 18 kg vừa không? Cái đó 18 kg thì không biết còn 18 kg không. Để chị ra, để chị ra coi ngoài đây còn 18 kg rồi. Ê nói nghe này, cái đầm kia gửi cho chị chưa vậy? Chân váy xong mà chưa giao nha. À, còn một cái 18 kg ở ngoài kìa cưng. Chốt cái 18 kg không? Cái 18 kg chị treo ở ngoài, còn cái 18 kg nha. Chốt thì comment tim 18 kg đi gái. Tại nói thứ hai. Em nói thứ hai. À vậy thứ hai gửi cho chị ha. Thứ hai gửi cho chị. Ừ lấy 18 kg phải không? Nó đợi tao ngồi xuống rồi nó mới lấy không. Ở quần này đẹp lắm. Size 22 á, size 22 là 18 kg. Này size 22 ha. Size 22 á, đẹp lắm. À, 85.000. À, lát cho coi cái đầm công chúa xám. Trời ơi cái màu đó không phải màu xám, màu đó gọi là màu xanh tây nha, màu xanh tây đẹp lắm. À, quần jean lửng dạ em có chị, để em lên quần jean lửng nha. 85.000 ha. Bây giờ là cái đơn sau biết sao không ngon. Đổi không phải gửi cái mới á, xong mình thêm cái quần này vô luôn cho nó thêm tiền. Thì có nhiều lúc chị cũng chán chị ghê luôn á, không bị ai chứ bị có mình em mà. Tại vì em cũng tin mon mà, con bé kia cũng tin mon cái lộn hoài luôn. Rồi mấy chị comment là mã 88 giùm em ha, jean dài bé trai. Mã này là mã 88 nha. Em bán tới 207.000 một cái lận nha. Nhưng mà bán trên like là nó giá khác. Mã 88 nha. À, cái này là jean xanh, màu này xanh bạc, đẹp xuất sắc luôn á. À, nó theo cái hình lá cờ. Rồi, nó cũng bên dưới nó cũng cắt rách á. Phía sau nè. Rồi chị nào chốt mã này comment là jean 88 giùm em. Size tới 26 kg thôi nha. Cái mã quần này 28 em bán rồi. Chỉ còn 18 cho tới 26 kg, mấy chị nghe kỹ ha. Đây đẹp chưa, 18 kg cho tới 26 thôi nha. Mã này là mã 88.
Đúng không? Mã 88. Đúng rồi, mã 88 nha. Rồi jean xanh dài. Quần này là nó kiểu là người ta kêu là quần này quần chính tất á, nhưng mà em thấy mấy bé tới đây thử toàn là tới mắt cá không à. Toàn dài không á chứ không phải lửng đâu nha. Lá cờ này là chai. Lá cờ này là chai nha. Nhưng mà gái vẫn cũng được mà. Nó đâu có gì đâu, nó đâu phải hình hình theo hình siêu nhân hay là gì đâu. Thì đó ai biết đâu, em nhập là chai nha. Em nhập cái mã này là chai. Đời đó bà nào mà muốn con mình nó men men cá tính thì hốt luôn. Chai nha. Rồi mã 88. Bây giờ gái nè, 85.000 chị. Đồng một giá hết luôn. Cứ quần jean mà của cái hãng này á, cứ ngắn hay là lửng dài vậy em bán một giá hết luôn à. Nên bà nào mua dài thì lời, mua mà lửng lửng ngố ngang gói thì lỗ đó, gán chịu. Lá cờ đúng không? Rồi lá cờ 26kg nè. À, lá cờ, từ từ để em coi cái size 26 rồi. Rồi size 26. Chị Kim Hoa ha. 85.000. Rồi, bé gái nha. Bé gái jean dài luôn. Mã này là mã mới về luôn, thích thì luôn. Đẹp chưa? Nó đẹp là nhờ cái này nè. Cái này á là nó may trực tiếp lên vải luôn nha, mấy chị không có sợ rớt cái phần này ha, hai bên luôn. Rồi bé gái dài luôn, bên dưới là cái ống quần như thế này ha. 18kg cho tới 25 giùm em. Tới 25 thôi nha. Ừ, còn size 26 luôn nè. Rồi tới 26kg luôn. Bé gái 85.000. Đẹp chưa? À lửng, jean lửng trai 24kg mà 8 tuổi có. Để em lên cho. Rồi coi giảng nha. Chị nào chốt mã này comment là 39, mã 39 giùm em ha. Rồi jean nó lấp lánh là nhờ hai bên. Nhưng mà cái này là không rớt nha. Người ta may lên hết rồi nha mấy chị, chứ không phải dán. Cái này không phải dán nha. Em bảo đảm luôn không phải dán. Jean lửng gì? Ống rộng có. Có mà, từ từ để em chút. Từ từ, em mới vừa lên mới có mấy phút, mới có 20 phút à. Rồi chị nào chốt mã này là comment mã 39 giùm em ha. 39 nha. Rồi Kim Ngân vô trong tin nhắn chấm một chấm đi, chốt cho Kim Ngân nha. Jean dài 39, 85.000 luôn á. Một giá à nha. Một giá à, 85. Bây giờ Kim Ngân chưa thấy tin nhắn nha. Có tin nhắn mới chốt được cho Kim Ngân nha. Kim Ngân thấy rồi nè. Ok em. 0725 luôn ạ. Rồi 85.000 nha. Một cái quần 85.000 quá đẹp. Mới đó. Bữa nay còn đủ size nè. Cái bà nào mà comment chậm là vài bữa nữa, 2-3 bữa nữa hỏi là không còn luôn. Tại một ri nó có 5, có 5 size, có 5 cái hả. Ri này là ri 5 mà có 5 cái thôi nha. Còn 3 đó. Rồi à, đầm công chúa ha, xen kẽ qua một mẫu đầm công chúa cho chị coi nè. À, đầm công chúa nó có hai màu nha. Cái mã này ở ngoài nó là màu vàng kem á, màu kem nha, màu kem. Chị có quần trắng bé trai không? Không có quần trắng bé trai nha. Màu kem. Rồi màu này là màu xanh tây ha, màu này màu xanh tây. Nên em mua 23kg có rộng không? Ủa quên, em mua 23kg mà chị ghi cái size đó size 26kg. Sorry em. Không đâu, không rộng đâu, tại vì bên trong nó có lưng rút cưng. Bên trong cái quần nó có lưng rút để chị đổi size lại, chị quên. Quên. Đổi size rồi. Quên. Không rộng đâu, bên trong nó có lưng rút mà. Rồi mã đầm này mấy chị comment là đầm công chúa xanh tây nha. À, size 18 giùm em nha, tới 28kg thôi. Là hai cái này là mới 101 nha. Theo trên like là 101. Trời ơi, cái màu nó đẹp xuất sắc luôn á. Đây nè. Màu này màu xanh tây nha. Đẹp lắm, màu này ngoài sang lắm.
Rồi đây xanh tây bên dưới là nó đóng những cái hạt này nè, nó đóng vô trong vải luôn. À, nhìn cho mấy chị coi gần là ở ngoài này nó giống như nó có một cái lớp không có ôm đâu. Em sợ ôm hả hay em sợ rộng? Hồi nãy thì nó kêu em sợ rộng, bây giờ comment lại không quá ôm đúng không chị? Không có ôm. Còn không thì lấy trừ hao cũng được. Em có khắp đợi chút nhé. Nó nhiêu ký à, 15 ký à? Cái đó xài đá dừa đó.
ngoài nè anh. Em gửi ra ngoài nè. Váy tặng kèm cái móng luôn 40.000 mà em bị lẻ size á. À, chị lấy nhiêu ký ta? 23 kg hả? Áo dài 23 kg chắc hết rồi đó. Ừ, không còn đâu. Hello chị, trời ơi, bà xuất hiện nữa rồi. Làm không lo làm đâu, thấy người ta like cái vô coi à, cái bà này. Để em đi ra. Đầm đang lên giữa chừng đầm nha. Đầm like chị xem áo dài á hả? Áo dài nhưng mà áo dài em nó bị lẻ size rồi nha. Em không biết còn size gì để em lấy xuống em bán cho hết. Chân váy jean bữa nay có chưa? Ừ em hứa hay lắm bà chưa thấy luôn. Em cũng có nhận được chân váy đâu chưa nữa đó. Có lửng cho em xin 2 phút đi, em quảng cáo cái đầm này cái là em lên quần jean lửng cho. Ờ, thấy em like là phải vô coi. Cái bà này vui lắm. Bà nè, rồi đầm công chúa phía sau nha. Nó tới mấy lớp lận à, nhìn ngang là nó phòng như vậy nè. À, size á, là size 17 nha. Số 8 là em bán hồi sáng rồi, bây giờ chỉ còn 17 thôi. Là tới 23 kg giùm em nha. 25 kg chứ lộn, 25 25 kg. 9 kg nè, đang cầm là 9 kg ha. Rồi màu xanh tây nha. Đầm công chúa màu xanh tây đẹp chưa? Nó đính những cái hạt cọc chai này vô hết luôn ha. Mấy chị đừng có sợ rớt nha. À, coi cái bộ xám cạnh em là bộ tay dài, quần dài cho bé trai á. 101 nha. Rồi màu này là màu vàng kem giùm em. Để ở trong bao nhìn thấy rõ cái màu hơn thì phải. Cầm ở ngoài nó hơi kiểu hơi chói chói. Rồi vàng kem. Đẹp lắm. Cái form vàng kem này nó là dạng đầm dài nha công chúa, cái mã này nó dài hơn form hồi nãy ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là vàng kem nè.
cũng 101 y chang luôn, nhưng mà cái này em còn số 8 nha. Số 8 này là 28 kg, mã vàng kem này là còn số 8 ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là vàng kem nha. Đây vàng kem. Rồi cái này là xanh tây ha, màu xanh tây nè, ở ngoài công nhận nó sang thiệt luôn á. À, tới 25 kg thôi, cái vàng là còn 28 kg ha, cái vàng kem còn 28 kg giùm em. À, 101 nha. Sao nó để đường truyền không ổn định? Mấy chị bên đây coi rõ không vậy? Sao em thấy nó để không ổn định này kìa, chán cái ghê gì đó. Đầm đỏ treo bên trên bao nhiêu? 101 luôn. Chưa giới thiệu đầm đỏ nữa đó, quên luôn á. Đầm công chúa màu đỏ đúng không? Cũng 101 luôn. Nó y chang xanh tây thôi, nó y chang xanh tây mà nó màu đỏ đô nha. Y chang luôn màu đỏ đô. Cái vàng em cầm bao nhiêu ký vừa? 9 kg tới 28 giùm em nha. 9 kg tới 28. Có đầm nào tương tự như vậy mà 32 kg không? 32 kg hết rồi. 101. 110.000. 110.000 nha. Ừ. 110. Cái nơ đẹp chưa? Nè cái nơ nè. Đó. Nơ đẹp lắm. Ừ đẹp vậy cái nơ. Rồi chị nào chốt đầm comment đầm vàng. Người ta cặp màu vàng thì có màu vàng, hỏi có hồng không? Hồng là mẫu đằng sau á bà. Hồng là mẫu khác nha. Dáng mới ghê vậy. Có chị Quỳnh Thương bồi chốt đi. Trời ơi đừng có hỏi nữa. Chốt đi, đã người ta nói từ 1 tới 7 là có sai mà. Kỳ cục ghê ha. Buồn vậy. À, em không có đầm công chúa xây đại mấy cái like trước á, em xả hết rồi. Ờ à, lỗ tụt quần rồi, không có, chưa có về tiếp. Em lấy đầm đỏ số 7, chị xui luôn, chị Bảo Trâm. Đầm đỏ hết số 7 rồi, chỉ còn 1, 2, 3 thôi nha. 1, 2, 3, 4. Đầm đỏ hồi sáng này mới đem khui ra mà em bán ở đây rồi. Bây giờ chỉ còn cái đầm đỏ đó là 1, 2, 3 dùm em nha. 4 luôn. À, chưa coi kỹ sao chốt trời. Ừ chốt trời. Coi kỹ đi rồi chốt nha. Có áo kiểu không? À, áo kiểu gì? Áo kiểu có. Từ từ. Áo kiểu có, từ từ nha. Rồi đầm, chị nào chốt đầm comment đầm nha. Màu vàng kem á, vàng kem size 18, 28 kg luôn nha. Rồi cái màu xanh tây thì chỉ còn 17. Dạ đầm đỏ chỉ còn 1, 2, 3, 4. Mới bán hồi sáng rồi, cái rụp luôn. Đó, đỏ đô đó, tại khách dặn nên là đưa cho khách hết rồi. Chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi. Còn mẫu nào màu đỏ không? Không. Nó chỉ có màu ruốc ở phía sau nữa kìa. Màu ruốc với lại màu màu dâu. Cái bọc đã mất tiêu rồi. Chốt cái vàng nha. Chốt cái vàng vô trong tin nhắn chấm một chấm nha. Chốt cái vàng vô tin nhắn chấm chấm đi bà nội. Rồi vàng. Vàng 18 kg. Rồi vàng 18 nè. 101 một cái nha. Chưa chấm luôn á, để đây. Tại rớt mạng á, từ từ. Đầm sọc gấu mà size 25 kg hả? Đầm sọc gấu là đặt gì ta? À, đầm sọc gấu nhớ rồi, sọc Burberry đúng không? Có, từ từ, từ từ. Này chị, cái bộ xám là cái này nè chị. Tay dài quần dài vải bô rip. Rồi thấy rồi. 30.000 nha. Nó tầm 10-11 kg thôi. Hai bên là nó may hả? Nó may phối ra một cái lai xanh đen luôn. Vải bô rip, cái mã này là của bé trai nha. Bé gái bận cũng được luôn, nhưng mà thật ra là bé trai. Vải bô rip, em đang cầm nó bị lẻ size đó. Chị nào chốt mã này comment một chữ thôi, xám nha. Xám. Chị lên quần lửng đi, em không xem được nữa rồi hả? Bây giờ mấy chị coi rõ không vậy? Comment lại đi, nếu mà không rõ em tắt em lên lại, em bấm lại nè. Tại vì cái đường truyền bữa nay nó bị cái gì không biết nữa. 30.000 nha. Bây giờ quần dài đó. Màu dâu nè. Màu dâu nha, chứ không phải màu hồng á. Màu dâu á, hồng dâu em, à, màu cam dâu á. Màu này là màu hồng ruốc. Áo khoác bé trai 17 kg có. Coi được bà chị. Ừ coi được mà, vậy là tại máy bà kia nè.
Đập máy đi bà nội. Ta xài cái gì mạng mạnh lắm chứ bộ. Nhưng mà không rõ bằng mấy bữa hả? Ủa sao kỳ vậy? Thôi, quần lửng bé trai phải không? Có. Nhỏ nhỏ chị tưởng xe còn to không có bự. Cái đó nhỏ đó. Nó hơi nhỏ nhỏ ha. Nó hơi nhỏ đó. Ừ. Ừ. Con em dậy rồi hả? Ừ, giữ con đi cưng. Tội nghiệp. Không giữ con để khóc la hồi chồng quýnh đổi thừa chị nữa cưng. À, áo khoác bé trai 17kg có á. Chị muốn mua áo vải cô tông hay là vải vải dù, áo gió mới luôn á, áo gió mới cũng dễ thương. Rồi, màu cam dâu nè. Được chưa? Mỗi một cái đầm tôi dơ lên 5 phút cho ngắm kỹ nha. Nè đó, 5 phút luôn. Cái nơ này là nó kiểu như vậy nè, cái bông á. Cái bông nó nổi lên nha. Được chưa? À, cái này, cái ren này là nó theo nổi lên trước sau luôn á. Rồi màu này là màu cam dâu nha. Cũng 101 luôn. Rồi cam dâu chỉ còn size tới 23kg, 25kg nha. 23, 25 gì đó. Cam dâu được chưa? Cam dâu nha. Rõ chưa? Tôi cầm 5 phút luôn đó. Ờ, à, cho xem áo kiểu. Rồi 101 cam dâu nè. Tối nay chị không có like cưng. Tối chủ nhật cho chị đi quẩy bữa nha. Ừ, chị đi quẩy bữa đi. À, màu này là màu hồng ruốc. Rồi màu hồng ruốc. Đây màu hồng ruốc nè. Chị thương nha. Cho xem hai loại luôn. Ok chị. Rồi màu hồng ruốc nha. Chị nào chốt thì comment là đầm công chúa hồng ruốc hoặc là màu cam dâu hồi nãy đó. Để xa đây cho nhìn nó. Đầm này là phông dài nha. Nó khác hồi nãy ngắn ngắn. Vậy thường tối chị không nhầm bữa em, chị tùy hứng lắm. Nè. Cái này là kiểu nó dài nha. Nó dài lắm, nó size nhỏ nhất mà nó dài vậy đó. Hồi nãy cái kia là phông ngắn rồi nó tới đây thôi. Cái đầm này là đầm dài nha. Nó khác đó, nhìn kỹ là nó khác đó. Rồi màu ruốc 101. Nha, ruốc 101. Cho em coi cái đầm công chúa. Chị đang dơ lên là có 14kg luôn á. Tính ra là đủ size luôn đó cưng. Màu hồng ruốc nè, màu dâu nè, với lại đỏ, vàng, xanh tây nha cưng. 101 đó. Ừ. Là có 14kg đó. Đủ size đó cưng. Bây giờ lên quần jean đi. Hồng ruốc 20kg phải không? Rồi. Rồi còn cái cúng cùi cho bà này luôn, hồng ruốc 20kg ha. À, vậy là chốt hai cái chính xác luôn. Mua thêm cái thứ ba tặng cho cây cài. Được chưa? Mua thêm cái đi. Tặng cho cái bằng đô, mua thêm cái thứ ba đi má. Được cây cài luôn. Em là cưng, cái này có size 14kg nha. Màu màu cam dâu gì đó. Chị mới dơ lên rồi á. À, màu vàng sữa. Màu vàng sữa đẹp mà. Bây giờ lên quần jean lại nha. Quần jean hồi nãy không biết quần jean tới đâu rồi trời. Quần jean dài đúng không? À, hồi nãy bà nào hỏi jean lửng. À, jean lửng bé trai đúng không? Size nhí này là 65 dùm em ha. Nhí 65. Mua 3 mà tặng 1. Ừ, mua 3 tặng 1 đúng rồi. Tính tiền 4. Mua 3 tặng 1 tính tiền 4 cái. Dễ mà, quá dễ hiểu luôn. Tính tiền 4 thôi, gì đâu. Rồi xe 18 giùm em. Sao bé trai. À lưng thun nha. Cái này nó theo lên hết. Rồi nó có may một cái vải, cái tác gì đây nè. Hồng ruốc size 7. Bà lại comment sau. Bà lại comment sau. Hồng ruốc size 7 hết rồi chị. Nãy bé kia chị bên đây chị chốt rồi nè. Bà lấy một khác đi. Tưởng thiệt mua liền đó chứ, mua ba cái đầm đi tặng cái băng đô má. Tặng cho mấy cái băng đô được không? Tặng băng đô chứ phải tặng thêm cái đầm thứ tư nha bà nội, nghe kỹ vậy. Nghe không kỹ rồi đó. 65. Rồi, quần jean này là jean lửng bé trai nha. Đây, chị nào chốt comment là lửng trai này nó theo lên hết nè nha. Nó theo lên hết thôi, hai bên. 65 size 18 giùm em. Số 8 này 22kg nha. 18 nhưng mà số 8 này 22kg thôi. Rồi lưng thun luôn á. Chị nào chốt comment là lửng
lẫn 1 tám nha. Chị Bảo Trâm ơi, chị lấy đầm màu vàng kem đi. Vàng kem với lại là xanh tây. Đó, vàng kem với xanh tây là còn số 7. Cái gì? Buồn thiệt. Ừ, buồn ha. Bởi vì khổ quá. Xong lên áo kiểu nha. Xong lên áo kiểu nha là phải chốt nha. Rồi, hồi nãy bà nào hỏi quần này mà sao size 10 qua size đại 70 nghìn. Biết bữa bán 70 hay 75, từ từ đếm coi lại giá. Em lộn hoài. Đại là, rồi đại 70, đúng rồi, lẫn đại 70. Có chị thấm hút mồ hôi luôn. Thử thấm hút mồ hôi luôn. Yên tâm đi, hàng đó hàng đẹp mà. Lẫn là 70, lẫn đại này là 70 nha. Quần jean dài bé trai 55kg là em không có luôn á. 55kg là không có nha. Tại bé em nó hay. Vậy hả? Ừ. Rồi, chị nào chốt comment là lửng đại đi. Rồi đó, lửng đại. Lưng thung luôn. Hai bên cái chữ nó là nó theo nha. Rồi size 9-11. Nói chung là còn 9-14 đó. Rồi chị nào chốt comment là lửng đại nha. 9-14 là size đại 70 nghìn nha. Đây phía sau cái túi nè. Rồi lửng đại luôn. Đẹp lắm, cái mẫu quần này đẹp lắm. Lưng thung mà. Rồi lửng đại này là 70. Chị nào chốt comment lửng đại ha, 70. Buồn quá, xem quần jean bé gái luôn hả? Buồn quá là tao phải mua, tao chốt cái khác chứ buồn quá. Xong rồi cái gì đó, kim hoa size 11 nè, ok chị nè. 70 ngàn cái quần nha. Rồi lửng cho bé 18kg. 18kg là size nhí. 65 hả chị? Cái cục nhí đâu rồi? Rồi nhí 18kg 65 ngàn nha. 18kg. Từ từ để em kiếm, em lấy size số 7 coi. Lửng đại 25kg. Vừa. Ủa, size đại là từ 22 tới 30kg luôn đó. Tính ra là vậy luôn á. 22kg tới 30kg nha. Là trong đó có số 25kg luôn. Hiểu chưa? Đó, 70 ngàn. Nó chữ có đó. Khổ ghê á. Có nha. Chốt thì bấm chữ ok đi. Nãy giờ không nghe rõ hả? Bà lo nói chuyện với trai không nghe rõ gì hết trơn á. Rồi chốt cho chị Rô Đặng nè. Size nhí của chị là 65 ngàn nha chị Rô Đặng ha. 18kg. Rồi chốt một cái 25. 25 70 ngàn nha. Rồi em chấm đi, chị thấy em rồi đó cưng. Chị thấy em rồi đó. Nhưng mà từ từ nè, từ từ nha. Hối quá tao viết tầm bậy tầm bạ thấy bài luôn rồi. Tại bé em xem điện thoại. Ừ. Bảy chục ngàn xây đại nè. Xây 14kg, xây số 14 30kg thôi chị nha. Xây số 14 30kg thôi. Bây giờ mà nếu mà 35 là qua xây cồ dùm em. Đó, xây cồ 79 ngàn nha. Có xây cồ luôn, lẫn luôn. Mà xây cồ là 79 ngàn. Lẫn có mẫu nào màu đen không? Là có sơ mi bé ga, bé trai nha. Bây giờ comment lại nè, chị Mỹ Dung nè. Sơ mi bé trai bao nhiêu ký? Em lấy vô em bán rẻ cho nè. Có sơ mi bé trai nha, bao nhiêu ký? Lửng bé trai mà màu đen á hả? Không, lửng bé gái màu đen có nha. Lửng bé gái màu đen có, lửng bé trai không có. Ok, hai cái đầm và một cái quần. Bây giờ bà đi ngủ phải không? Bà đừng nói với tôi là ba cái xong bà đi ngủ nha bà nội. Thôi biết ngay mà. Ok, biết rồi. Bây giờ mấy chị. Dạ em chào chị. Em chào chị nha. Bây giờ cái áo áo này mới ha, nhưng mà bán ở trên line luôn, chưa có bán ở đây. Áo bé trai, bé gái,
đứa nhoi quá hả? Đập nó. Nó nhoi đập nó là nó tỉnh liền. Lửng bé trai size 33kg. Chị lửng bé trai 33kg là em chỉ còn một cái hình này thôi nè. 33 là nó có hai màu ha. Em đang cầm á, 33 nè, màu đỏ đô nha. Lửng bé trai màu đỏ đô, jean màu đỏ đô, bên trong nó có lưng rút luôn. Với lại một màu nó là jean xanh này nè. Là có 33kg nha. Đây. Hai màu. Jean xanh này là 79 nhưng mà màu đỏ đô là 85 nha. Cái jean màu đỏ đô nó đẹp hơn á. Sao mà cứ cầm cái size bự không vậy? Rồi chị nào chốt cầm luôn mấy mệt quá. Rồi jean màu đỏ đô, jean lửng bé trai nha. Bên trong nó có lưng rút luôn. Cái mã này mấy chị về phối với lại một cái áo màu trắng á. Nó có cắt rách ha. Nó cắt rách hai bên luôn nè. Rồi màu đỏ đô nha, bé trai size nó gần giống như đại cồ á, nó chỉ tới 36kg thôi ha, nghĩa là 25, 22, 23, 25 gì đó, tới 36kg giùm em. Rồi, lửng màu đỏ đô, 85.000 nè, mã này là 85 nha, tay rách đây. Rồi, đỏ đô này là 85, đẹp quá. Size 5-9 á, cái size này là size 5-9 á. À, jean xanh này là size cò lửng. Mấy chị comment là jean xanh lửng nha cò. 79.000. Đai lưng thun lửng. Rồi mã này lửng là 79.000 giùm em nha. Chị nào chốt mã này comment là lửng. Đó, lửng size cò ha. 79.000, size tới size em còn tới 36kg. 36kg thôi nha, size 40kg hết rồi. Rồi lửng. Lửng jean này là 79. Cái áo áo size 18. Áo này là áo lẻ, nó hở lưng nha. Kiểu nó như vậy nè. Cưng lắm á. Áo lẻ này là 39.000, size 18 giùm em ha. Mickey màu cam với lại màu xanh. Nó chỉ khác nhau mỗi cái viền thôi nha. Nó chỉ khác nhau mỗi cái viền thôi. Còn cái ở bên dưới cái hình nó y chang à. À, lửng 33kg á. Thì đó, cái đó có 33kg mà. Chị Trang Dương có 33kg đó chị. Chị nào chốt mã này comment là áo Mickey nè. Kiểu nó như vậy. Dễ thương quá. Nhưng mà có điều nó hở lưng nha. Phía sau nó như vậy nè. Cầm sao để ra. Không, để làm cái móc đi. Áo lẻ size 18 tới 28kg giùm em nha. Sơ mi dài tay. Ừ nhưng mà bao nhiêu ký vậy cưng? Lấy bao nhiêu ký hả? Đây cái áo để lên móc nó như vậy nè. Đó, phía sau là hở lưng. Lấy cái xanh. Dạ. Rồi chị nào chốt áo comment áo nha. Áo lẻ bé gái tới 28kg giùm em. Tới 28kg luôn. Phao này bự lắm. Có nghĩa là 10kg ha. 10 tới 28kg. Áo lẻ 39.000. Rồi chị nào chốt áo comment áo. Cái họa tiết này bên ngoài nó là hình con Mickey á. Cái đầu con Mickey nha. Ừ, Mickey luôn. Rồi dài 10kg có cân, đợi chị nè. Chị lấy cho nha. Rồi cái xanh. Em chốt cho chị cái xanh ha. Cái xanh 33kg nè. Lửng đỏ 20kg. Dạ ok chị, lửng đỏ ha. Rồi bây giờ chị Trang Dương nè. 79.000. Lửng đỏ 20kg cho chị Rô Đặng ha. Rồi chị Rô Đặng nè. 85. Rồi áo 26kg cho Yến Phương Trần. Hai mấy? 28, 26. Hồi nãy đang cầm cái size này, size gì vậy? Size thứ 3 26kg.
39.000 một cái áo nha. Rồi 39. Chị nào chốt áo nữa không? Đầm công chúa xanh tây 18kg nha em. Dạ. Rồi chốt cho chị cái đầm màu xanh tây ha. 101 á, đầm công chúa là 101 nha. Cái áo này là 35.000. Áo này hàng của Family nè. Rồi size 18 giùm em ha. Rồi áo đi cưng. 28kg luôn đó nha. 20 tới 28kg giùm em. À, áo này mấy chị phối với cái quần sọt trắng đó. Hôm qua chị nào mua cái quần sọt trắng rồi thì không, hôm qua là hôm qua, hôm nay là lấy cái quần này mới đúng nè, quên. Đây mấy chị đưa cái áo này lên trên cái quần sọt này là đúng là hết bài luôn ha. Cái quần sọt này là 69, hôm qua cái mã quần này em bán 69 nha. Rồi cái áo, áo ba lỗ bé gái size 18 nha, tới 28kg luôn. Rồi phía sau nè, cái này là nó có giống như nó hơi có bo thun nhẹ, sọc tím, vải cô tông 4 chiều nha. Vải này là cô tông 4 chiều đàng hoàng ha. Rồi 35.000 ha, chị nào chốt mã này comment là áo sọc tím nè. Đây nó làm hai cái giống như là hai cái nơ vậy đó. Rồi ba lỗ sọc tím, trắng tím, 35.000. Rồi, nguyên set luôn. Chị nào chốt áo comment áo nha, trắng sọc tím cưng chưa. Hàng này là hàng của Family nha. Đây nguyên một cái thương hiệu có 35.000 gì mà còn khóc chốt nữa. Chị Quỳnh Thương bồi lấy thêm cái áo này đi. Áo này mình có quần trắng nè, để vô quần trắng chắc nó đẹp lắm ha. Không, thật ra cái áo này đúng ra là bận với quần trắng mới đẹp nha. Đây đó, tại vì nó sọc trắng mà, đi với quần sọc trắng mới đẹp, để vô quần xanh thì nó hơi hơi kiểu nó hơi hơi chổi xíu ha. Rồi phía sau này nha, phía sau nó là ba lỗ, dạng ba lỗ đó chưa. 35.000 ha. Ở nhà bé nào có quần sọc trắng rồi thì chốt thêm cái áo này vô ha. Chưa. Rồi cái áo ba lỗ đó là 35.000 nha, xem 18 đó, 35. Chị nào chốt áo đó là comment áo áo ba lỗ, áo sọc tím. Hồi nãy hỏi áo sơ mi tay dài 10kg phải không? Rồi chị ra chị lấy cho nè. Em sơ mi, chốt sơ mi đi cưng. Quần sọt bé gái 32kg hả? À, 32kg để em lấy cho. Rồi sơ mi. Trời ơi sơ mi đẹp đẹp không mà má ơi. Tay ngắn có, tay dài có luôn nha. Chị nào muốn mua sơ mi gì mấy chị cứ comment ha. Bao nhiêu ký luôn. Bây giờ sơ mi size là size 10kg tới 12kg đó. Rồi chị nào mua sơ mi comment sơ mi nè. Trời ơi nó đẹp má ơi luôn. Vải là hàng co giãn nha. Cái này là túi thật ha. Rồi sơ mi tay dài màu xanh biển, mấy chị comment là số 1 nha. Rồi xanh 1 nè, được chưa. À quên nói giá, size á, là từ 1 tới 8 là 45.000, 10 cho tới 17 là 55 nha, sơ mi á. Rồi chị nào chốt comment là xanh 1 nè. Mã này comment dùm em là đỏ 1 được chưa. Ở trên cái bao á là nó có thêu chữ A luôn nha, nó có thêu cái logo rồi may viền luôn. Rồi đỏ 1 luôn nha, đỏ 1. Trắng ca nè, đẹp chưa. À, nó may viền ở trên sọc búp berry luôn. 45.000 nha, cứ tay ngắn hay tay dài một giá hết 45.000, theo chữ ca luôn. Rồi trắng 1 luôn, tay dài nha, trắng 1, 45.000. Hoa xanh, tay dài hoa xanh đen nha. Không, à, comment hoa xanh đi. Cái này là hoa xanh, ở ngoài nó màu xanh nha. À, hai cái này nó biết khác nhau, khác nhau cái bông nó hơi hơi đó. Rồi hoa xanh 2 nè.
comment mã này dùm em là đen. Đó, dài đen nha. Rồi dài đen. Cái họa tiết là hình trái khóm. Rồi dài đen. Tiếp nữa nè. Trắng bé 12kg. Ok gái nè. Trắng dài đúng không? Rồi trắng dài nè, 12kg. 45.000 nha. Để chị lấy cái này chị ghi vô. Rồi cho cưng mon ha, 45.000 đó cưng. Đầm công chúa vàng có size đại không? À, dạ không, size nhí thôi à. Rồi dài đỏ, cái này là vải đuổi nha, hình trái chuối luôn. Mở cái áo này vô là hình trái chuối luôn nè, thèm. Rồi xong cái áo kiểu nha, em đang đợi hả? Ừ, chị quên mất tiêu. Ngắn, có tay ngắn màu trắng mà từ từ tôi đang dơ lên nè. Không lẽ nãy giờ xấu con nhỏ này. Rồi eo vì xanh nha, tay dài co giãn luôn. Rồi eo vì xanh, comment là eo vì xanh đi, ở ngoài nó là màu xanh biển đó. Rồi tay dài eo vì xanh nè. Rồi comment là dài trắng hai nha, nó theo chữ look at me luôn. Rồi hai bên may viền hai bên luôn ha. Rồi dài trắng hai 45.000 luôn. Rồi dài trắng ba sọc burberry chính giữa nha, nó may phối như vậy, hai bên trên vai nó vẫn là có viền ha. Trắng 3 nha, dài trắng 3 nè. Rồi comment giùm em là dài vàng, đẹp chưa? Dài vàng nha, 45.000. Rồi dài xanh ngọc. Dài xanh ngọc thì nó khác cái là nó thêu trên cái bâu nha. Rồi dài xanh ngọc có túi luôn. Đó, sơ mi 26kg. Một hồi em lấy vô cái cục kia cho lựa cho nó đã. Em đang cầm cái này là size 123 thôi nha. Dài trắng 2. Dài trắng 2 là cái này. Ok em, Mỹ Dung vô trong tin nhắn chấm cho chị một chấm đi cưng nha. Vô tin nhắn chấm cho chị một chấm đi, chị chốt cho nè. 45.000 một cái áo sơ mi nha. Ừ, cùng tên với chị rồi đó cưng. Mỹ Dung nè, chị chưa thấy tin nhắn em nha, chị để đây ha. Rồi xong em lấy 26kg cho. Rồi dài xanh nè. Dài vàng ha. Cái mã này hồi nãy là dài gì? Dài 3, dài trắng 3. Rồi dài trắng 3 em chat coi sao không được, sao được không? Là sao chị? Em chat coi sao được không là tao sao không hiểu. Trời ơi màu này đẹp quá. Comment giùm em là cam sữa nha. Rồi màu này ngoài đẹp lắm. Rồi cam sữa, đẹp chưa? Dài cam sữa cưng nha. Rồi Mỹ Dung thấy rồi cưng. Mã này comment giùm em là dài đuổi nè. Cái vải này vải đuổi, nó là sọc 7 màu mà nó có theo cái logo TikTok lên. Dài đuổi nha, dài 7 màu luôn. Rồi dài 7 màu ha. Ừ quá tam ba bận ha. Thiệt luôn, chị cũng khổ chị ghê vậy đó. Ừ chán ha. Rồi dài 7 màu nè. Qua ngắn nha, qua ngắn, qua ngắn. Qua ngắn đi. Cái này tự nhiên nó bị rớt cái móc ra gì trời. Sơ mi đẹp. Ê gái là không có sơ mi nha. Gái họ tính ra không có sơ mi luôn đó. Trai sơ mi trai thôi. Ừ chỉ thiên vị vậy đó. Rồi comment giùm em là họa tiết. Đó họa tiết màu trắng nè. Họa tiết nha. Bé trai. Rồi comment là họa tiết. Comment giùm em là đỏ 1 nha. Nó có theo chữ Be Happy trên túi luôn, may viền hai bên luôn. Rồi đỏ 1. Comment là xanh xe. Em đang cầm là size 10 tới 12kg nha mấy chị. Mấy chị nghe kỹ ha, 10 tới 12kg. Một hồi số ký khác em lấy cái lót khác vô cho nha. Rồi xanh xe nè, 45.000. Comment giùm em là sọc đỏ Burberry, hai cái tay, cái bâu, cái túi luôn, đẹp ha. Rồi sọc đỏ 45.000. Cam sữa 45.000. Đây cam sữa nha. Rồi sao cái này tới 15kg lần nha. 15kg xóa đây. Rồi xanh xanh ngọc xe nè. Dễ thương quá à. Rồi xanh ngọc xe luôn.
À dạ tay ngắn. Em lấy cho. Xanh biển. Xanh biển. Xanh Coban có logo Gucci luôn. Trời ơi nguyên cái thương hiệu Gucci có ba có 45 nghìn. Đây, Caro xanh Coban nha. Đây đó, comment là đỏ nơ. Có nguyên cái nơ ngay cổ luôn, xí xỏ thế ghê. Ok em xanh xe ha. Rồi xanh xe nè. Ê cưng, xanh xe là có xanh ngọc với xanh biển nha. Con bé này comment gì đâu không đúng gì hết trơn. Ờ xanh ngọc xe. Ok xanh ngọc xe, sorry em, chị đọc thiếu. Có bộ đồ bộ có bộ đổ tàu là sao ta, có bộ đồ tàu cho bé. Em không có đồ tàu nha. Em không có đồ tàu, không có đồ khỉ luôn, không có nha, không có nha. Rồi Mỹ Dung nè. Hồi nãy tới đâu đây? Đỏ nơ. À đỏ nơ. Cái nơ này nó may dính vô vậy ha. Cái hình bong bóng này nó theo lên nó màu đỏ đô. Mà cái vải này đẹp lắm á. Co giãn luôn nè. Rồi đỏ nơ nha. Xếp bé trai 20 kg có cưng. Có đợi chị xíu. Rồi đỏ nơ, trắng nơ luôn. Phải nên chốt một cái trắng nơ nha. Trong tủ lúc nào cũng phải có một cái trắng để đi đâu bận phối vô xuất sắc luôn á. Rồi trắng nơ. Còn có một cái cúng cùi luôn á nha. Trắng nơ, đỏ nơ rồi 45 ngàn được chưa? Rồi bà nào chốt chốt nha. Yếm trai không có, yếm gái thì có nha. Em đổi cái mã trắng 2. Rồi bây giờ tao nhớ trắng 3 là cái gì mới sợ luôn á. Con bé này. Con em đang đợi chị á hả? Để chị à để chị coi đồ á hả? Chị có nhớ trắng 3 là cái gì đâu ta? Lấy sọc 7 màu luôn đi. Ừ, lấy đi. À, lấy áo sọc 7 màu từ từ đem áo khoác bé trai. Ờ em quên. Đây sọc 7 màu nè. Chị có áo trắng tay ngắn nữa đi. Ủa nãy giờ tao lên một đống áo trắng tay ngắn con nhỏ này. Trắng tay ngắn từ từ đợi em chút. Ủa đợi chị chút. Biết từ lộn mà lộn hồn. Không biết ai là chị ai là em luôn á. À đây này. Phát bé trai để em lấy phát bé trai cho chị coi ha. Rồi Mỹ Dung nè. Có một cái à hả? Cái gì mà một cái nè, trắng nơ nè. Trời tao đẹp như gì mà nó không chốt, nó chốt cái gì đâu không mà con nhỏ này. Trắng nơ nè, trắng họa tiết nè. Ừ. Đỏ tay ngắn 9 kg. Đúng rồi, đỏ tay ngắn 9 kg là hơi bự đó nha. Cái này tới 10 kg không á. Đỏ này nè, đỏ đỏ này 9 kg nè. Đỏ 2 9 kg. Trắng 3 là cái áo mà có viền Burberry ở hàng nút á. Đúng rồi đó, comment vậy là đúng rồi đó. Comment vậy là chị biết liền đó. À, là đổi qua này phố không? Không có đổi nữa nha. Một like đổi được 2 lần thôi á. Ừ. Đổi nữa là chốt đơn liền luôn á. Trắng trơn có không? Không. Trời cái áo sơ mi trắng trơn như áo đi học gì bà. Về bán cho ai mua? Áo phải có hình đồ vô. Không có trắng trơn nha. Trắng trơn là giống như chỉ có áo chú rể á. Ừ chú rể là bận trắng trơn. Không có ai bận áo mà trắng trơn. Con bé này cái thẩm mỹ của nó. Rồi Mỹ Dung. Lúc chốt đơn rồi nhớ nhắc chị nha. Chị bỏ cái kia ra. Rồi à, đỏ đỏ 29 kg nè. À, Hoài Gia vô tâm vô trong tin nhắn chấm nha, một chấm đi chị nha. Chị Hoài Gia lâu quá, từ từ má ơi, từ 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 chị. Đừng có hối hối xong á, có nhiều khi lên cái là nó lượn đi đâu mất tiêu à. Ừ. Hối gì đó mà lúc lên nó lượn đi đâu mất tiêu hết trơn luôn, giống như chị nói chuyện mình luôn vậy đó. Rồi Hoài Gia 45.000 cái áo sơ mi nha chị Hoài Gia. Chọn giùm em 3 sản phẩm em mới gửi đơn nha. À, áo ấm. Bây giờ à, áo ấm là áo khoác phải không ta? Đúng không? Áo ấm phải áo khoác gì? À áo sơ. Bây giờ em lên áo sơ, à, áo khoác. Xong rồi qua áo sơ mi 26 kg nha. Bây giờ em đi ra em lấy áo khoác.
bà nào mua áo khoác bây giờ comment áo khoác đi nè. Áo khoác ờ 4-5 tuổi có em. Bây giờ áo khoác là 4 em rồi đang like rồi hú làm sao, rồi đang like rồi nếu mà có mà hú em là chị hú làm sao ta. Áo len cho xem áo sập xanh 9 kg á, váy công chúa đẹp quá mà có mẫu có tay không? Không có tay nha, tại sát nách không à. À sát nách không mà có tay bán chập như quỷ gì đó không biết nữa, sao chỗ em mà nói vậy đó. Áo kiểu bé gái đâu, từ tại bên đây người ta comment nãy giờ lâu lắm rồi đó, xong rồi tới em nha. Áo khoác là bây giờ có hai mã như vậy nè, cái này là lẻ size nè, em xả có 70.000 một cái thôi, tại còn một cái nha, còn đúng một cái này là hết rồi, là 70.000, không 65.000 luôn đi. 65 luôn. Rồi, cái size em đang cầm 30 kg nha. 30 kg in 3D, 30 kg nha, 65.000 mấy chị nghe kỹ tại nó còn có một cái thôi. Rồi, comment là Batman xanh 30 kg size L. Rồi phía sau nè, vải là vải cô tông 4 chiều ha. Chị nào chốt comment là Batman xanh nha, 30 kg. Được chưa? Vải này là cô tông 4 chiều nha, không phải da cá, mẫu nào da cá em sẽ nói. Cô tông 4 chiều bận mỏng mát bình thường, còn cái da cá kia thì nó dày dặn hơn xíu, da cá mà hồi em báo giá khác mẫu kia. Rồi chị nào chốt comment là Batman xanh nè, được chưa? 65.000 nó có cái nón luôn á, đây Batman xanh ha, 65 tại còn một cái nha. Ở cái này còn đẹp dữ nữa, da cá co giãn 4 chiều hơi bị đẹp luôn á, có túi nha. Ở trên là nó theo logo con khỉ, nó theo logo con khỉ lên luôn, hơi xí soạn chút xíu. Size số 11 hàng của Bimi á, 28 kg thôi nha, bé trai nha, 28 kg. Mã này em sale là sale 70.000 nha, da cá dày dặn 4 chiều hơi bị đẹp luôn, còn có một cái thôi. Chị nào chốt thì comment một chữ một thôi khỉ nha. Comment một chữ một thôi khỉ nha. Đây, màu xanh lá phối xám với xanh đen, đẹp xuất sắc luôn. Có áo nai nè, để em lấy áo nai cho coi. Áo nai là áo gió vải dù á, nó có tặng cái túi luôn. Ừ, Tết cho nó đeo vô nó đựng tiền lì xì á, cưng lắm. Cái này comment giùm em là nó cũng size 30, nhưng mà hồi nãy là Batman mấy chị comment là xanh siêu nhân nè. Đó, xanh siêu nhân cũng 30 kg đó, xanh siêu nhân hồi nãy là Batman đúng không? Batman 30 kg, cái này xanh siêu nhân nè. Rồi 65.000 nha. Đỏ Batman. Rồi đỏ Batman là 28 kg. Đây, đỏ Batman ha. Đỏ Batman 25-28 kg. Cái size này là size M. Rồi chị nào chốt comment một chữ một thôi đỏ nha, đỏ 65.000. Một chữ đỏ thôi. Comment nhiều quá không nhớ gì luôn. Bây giờ áo gió nè. Áo gió 3 màu 20 kg tới 30 20 kg tới 33 kg nha. 35 em bán rồi. Bây giờ 20 kg tới 33 kg giùm em mã mới, 95.000 nha. Bán là nói chung 95.000 là bán giá rẻ trên like rồi đó. Áo gió để em cầm cái màu đỏ, màu cam đi. Trời, màu cam. Trời, nó đẹp lắm luôn, nó dày dặn bận cực kỳ ấm luôn. Bên trong nó có lót nha, nhưng mà bên trong nó có lót không phải lót lưới, cái vải bên trong lót đã lắm luôn á, nó giống như là cô tông mà cô tông nhung vậy đó, đẹp lắm.
phía sau là cái nón. Rồi nó có một cái túi hộp luôn nha. Nó có một cái túi hộp luôn. Rồi chị nào chốt mã này comment là áo cam nè, tặng kèm một cái túi đeo bao tử nè. Túi như vậy. Màu xanh, cam đen. Đây. Rồi chị nào chốt mã này comment là khoác cam nè. Khoác áo gió cam. À, khoác này là khoác đen. Khoác đen ha. Đen phía sau nó vẫn có túi y chang luôn. Rồi khoác này comment làm giùm em là khoác xanh coban nha. Ba màu. Rồi 95.000. À 20 kg tới 33 kg thôi nha. 20 cho tới 33 kg, ba màu. Đây khoác màu xanh coban. Khoác đen mới đẹp lắm, màu đen vẫn hơi bị ngầu luôn. Rồi cam là ba màu ha, 95. Phía sau nó có cái túi nha. Nè. Tới 33 kg. 33. Thật ra size 2XL 35 vẫn được, nhưng mà với điều kiện là bé nó roi roi, đừng có cái bụng tròn quá thì 35kg vẫn được. Còn bé nào 35kg mà cái bụng nó bự ra vậy nè, là đừng có cài dây kéo. Khoác thôi, đừng cài dây kéo là được. 18kg bận vừa chứ chị, 18kg được mà em lấy size S cho. Cái bà này 18kg được luôn nha. Áo khoác mà chênh lệch 2kg thì nó cũng đâu có nhiêu. 18-20kg được. Chị nên chốt đi. Chị lấy màu gì? Màu cam nè. Đó, màu cam, màu đen là hai màu. Màu này là màu xanh coban. Ba màu nha. 95.000 có tặng kèm cái túi luôn. Cho nó cái gì? Đựng tiền đồ đó. Nè. Tết đó đi nhận lì xì cái đeo cái túi vô. Đó, về là đầy túi. Tiền đầy túi. Rồi chị nào chốt áo comment áo nha, áo là đủ size. Áo khoác bé gái có 17kg áo khoác bé gái mà. Có. Tại đang lên áo bé trai, mấy bà muốn mua áo gì mấy bà comment đi. Có áo gái nha. Rồi để tôi rồi lấy xanh 18 với 20 phải không? Em lấy cho chị cái gieo mẫu này là 18 nè. Cái chốt cho chị cái 20. Alo. Sao mà không nghe gì chừng trời. Nghe nghe xuống. Alo. Xong chưa. Alo nha. Rồi. Rồi chốt cho chị Rô Đặng ha. Chị Rô Đặng nè. Một cái áo khoác này là 95.000 nha. Với lại một size 20kg. Chút xíu em soạn size 20kg cho chị. Rồi áo bé trai. Còn một cái mã da cá này nữa là xong. Bây giờ bé gái mà 17kg, để em lấy 17kg cho. Cái mã này là nó có cặp với đại luôn á. Giờ yeah. 59.000 nhí nha. Nhí 59.000. À, nhí 59 đại 69 giùm em nha. 59 và 69 á. Từ đến chỉnh cái này nó ra. Giờ mới chịu lên. Mà lên xong rồi nó đi mất tiêu rồi. 3, 4, 5. Rồi. Áo này là áo bé khoác. Áo khoác bé gái nó lộn. Vải cô tông 4 chiều. Rồi cái nón nó may cái viền bèo như vậy ha. Bên trong nó có lót luôn nè. Cái hình là hình in chú báo hồng có túi luôn. Có túi luôn ha.
cái khóa của nó là khóa bằng kim loại nha. Cái khóa này không phải khóa nhựa, khóa kim loại, cưng lắm. Rồi khoác hồng. Ừ, để em lên áo cho chị chọn luôn ha. Rồi khoác hồng này cưng chưa? Chị nào chốt mã này comment là khoác hồng size nhí 1, 2, 3, 4, 5, có nghĩa là tới 18kg giùm em nha. Size 22, 23, 25 gì đó em bán hết rồi. Các chị nghe kỹ ha. Có nghĩa là 1 tới 5 thôi, tới 18kg rồi. 59.000 cái áo khoác này nè. Màu hồng nha. Rồi hồng 59. Rồi hồng 59. Hồng này 59. Còn một cái màu xanh ngọc. Xanh ngọc này là size 16kg. Còn một cái xanh ngọc 16kg nha. Đây xanh ngọc 16kg. Cưng quá. Cái vải này dễ thương lắm luôn á, cô tông 4 chiều á, có túi luôn. Rồi xanh ngọc còn một cái 15 16kg nha. 59.000 á. Mã này là mã xám trắng. Xong cái áo khoác em lên áo cho chị ha. 4 5 6. Rồi xám 4 5 6 59.000 tiếp nè, áo khoác màu xám trắng nha. Cũng là nón luôn. Nhưng mà cái túi bên dưới nó may kiểu túi áo hoodie á, có nghĩa là như vậy nè. Hai cái túi phía trước. Đó, hai cái túi bên dưới phía trước. Cái khóa nó vẫn là cái khóa bằng kim loại nha. Đây mấy chị nhìn cái áo. Cái màu này ở ngoài đó là màu xám trắng nha. Cô tông coi giãn 4 chiều chứ không phải hàng 2 chiều đâu, đẹp giả mang luôn. Được chưa? Rồi, 2 3 4 5 6 là tới 18 19 kg á. Số 6 là 19 kg nha. Số 6 này bự lắm, 19 kg giùm em. 59.000 một cái ha. Chị nào chốt comment là áo khoác xám. Trai gái gì bận được mà. Nhưng mà thật ra áo này con gái bận nha. Tại bên trong nó thấy nó lót màu hồng. Bên trong cái mã này nó lót màu hồng nha. Trai bận thì nó cũng được, nhưng mà nó hơi yếu đuối xíu. Rồi xám trắng 59.000. Tay nhí á. Và chị nào chốt khoác comment khoác, khoác xám, khoác hồng. Cái khoác xoay đại y chang như vậy luôn, nhưng mà xây đại thì nó có hình con Mickey ha. Xây đại là 69.000. Chị nào muốn mua xây đại thì comment em lấy ra cho coi. Xây đại là 69 nha. Áo này là da cá 4 chiều, áo khoác bé trai, hàng của Tina Kids nè. Hàng của Tina nha. Da cá 4 chiều siêu dày dặn luôn, nó theo logo Gucci. Đẹp chưa? Trời ơi, cái áo cầm lên là hết bài luôn á. Chốt giùm em tới 22kg. Hai bên nó sọc nè, 75.000 nha. Áo da cá 4 chiều hàng của Tina này là 75.000, là giá em sale trên live đó. Đợt đầu em bán là 90 hay 95 quên rồi, nhưng mà tới hôm nay là nó bị lẻ sai rồi nha. Rồi Gucci đỏ. Đây, còn giá luôn ha, 125.000 lận. Rồi, LV xanh đen theo hết nha. Những cái họa tiết, những cái chữ trên đây nó toàn bộ đều là theo lên hết. Áo khoác bé gái có mà. Hồi nãy mấy cái áo đó là có 12 14kg đó cưng. Có nha. Xanh đen. Nó may phối hai màu phía sau nè. Rồi xanh đen. Mã này comment giùm em là xanh Coban. Theo chữ Burberry ha, cái logo này nó theo lên luôn. Rồi 75.000. Áo này là da cá 4 chiều của Tina Kids nha. Trời ơi, hàng Tina vải đẹp lắm mọi người. Mọi người đừng suy nghĩ nha. Rồi ba cái này là sale 75. Đó, là giá sale rồi nha. 12 kg là nhỏ nhất. 12 cho tới 22kg thôi nha. Cái form này 25, 28kg em bán hết rồi. Chỉ còn tới 22 thôi. Em xem cam Gucci. Chị, cái Gucci đó là màu đỏ luôn á. Tính ra là màu đỏ luôn á. Vậy là cái máy em nó bị hư rồi đó. Màu đỏ chứ không phải màu cam nha. Màu đỏ đó là có 17kg á. Cái máy em nó làm sao quá ta. Thiệt luôn á. Màu đó màu đỏ nha. Để em dơ lên cho coi lại nè. Đâu phải cam không ta.
nè, đỏ nè, đó đúng không? Mọi người có nhìn ra màu đỏ không vậy? Màu đỏ mà, đỏ tươi luôn á. Ủa comment không hiểu gì vậy anh bạn, bạn là sao? Rồi Gucci nè, màu đỏ, cái chữ này là nó thêu lên nha, cái logo thêu đó, da cá 4 chiều, cái tay có bo, cái tay này là có bo lên ha, có nón luôn, nón là có lót lưới luôn, đây nón có lót lưới luôn. Có set bé gái 40kg không? Có set bộ 40kg chị, có set bộ 40kg nha, đỏ đó nha. Toàn bộ áo đều có túi hết, nhưng mà túi không có dây kéo, túi trơn vậy thôi, không có dây kéo nha. Đó có túi rồi là đỏ đó. À, áo lẻ bé trai cam á hả, cam mà nhện á hả hay là sao? Comment em đọc không hiểu luôn á. Rồi em đọc có hiểu đâu. Rồi áo nè chị, áo size đại, hàng của Super Mi ha. 45.000 một cái nha. Phía sau nè. Rồi chị nào chốt áo comment áo, lấy cái đó 17kg. Rồi ok 17kg. Rồi 17kg. 75. Đầm xám phía sau có 35kg không? Không, đầm xám phía sau không có 35kg nha chị. Size lớn nhất là 28kg thôi. Chị ở miền Tây, chị ở Kiên Giang em ơi. Màu đỏ. Rồi chốt cái áo con cá không đẹp này giùm em, 45.000 con cá không đẹp. Con cá này bận vô là không đẹp thiệt luôn nha. Con cá này không đẹp đó. Rồi nhỏ nhất em đang cầm 18kg nha. Đây 18kg nè, nó hơn một ngang tay tí xíu thôi. Nói chung là 18, 19, 20kg đó. Cái size nhỏ nhất, size số 11 là nó chỉ tới đây thôi. Size số 11 không phải giống như mấy cái hãng kia mà số 11 28kg nha. Không, chị không có 7kg. Nhỏ nhất bên chị là 9kg, 10kg đó cưng. Lấy trừ hao đi, từ đây tới Tết đó lên 2kg là vừa rồi con bé này. Rồi áo đỏ gạch, cá sấu màu đỏ gạch nha, phối với lại quần jean hồi nãy là hết bài luôn đó. Rồi con cá màu trắng, con cá không đẹp nha, nhưng bận vô rất đẹp luôn. Cá màu xanh lá luôn. Đó 45.000 một cái áo nha. Hàng này là hàng của Super Mi á, vải đẹp xuất sắc luôn, xanh đen. Chị rô đặng nên chốt mấy cái áo này về phối với quần sọc jean nha. Là cá này có 5 màu. Cá này 5 màu nha, size lớn nhất của em là còn 32kg. Mới có cái quần à. Trời ơi, tưởng gần em qua mua. Em qua à vậy hả? Không có gần vậy là không mua được ha. 20kg trắng. Ok chị, 20kg trắng. Còn gì nữa không? Chị hai bé mà chốt có một cái à, cái bà này. Áo. Rồi chị rô đặng nè. Con em nó đợi nãy giờ phải không? Kệ em, đợi chờ là hạnh phúc mà. Trắng tiếp nè, trắng LV nha. Chị nào chốt comment là trắng LV. Đó, nên LV bên hông tay rồi bên trước luôn ha. Rồi LV trắng còn đúng một cái, size số 12. 23kg, 25kg giùm em nha. LV trắng còn một cái thôi. Rồi chị nào chốt mã này comment là LV trắng nha. LV trắng còn một cái. Rồi. Xong. Xe nhí. Bây giờ gái phải không? Gái gái 24kg hả? Gái 24kg đây chị, ra chị coi mấy ngoài kia còn gì không? Ai gái 24kg chốt cái này cũng được mà, đâu rồi? Hồi nãy có thể xuống đây chưa ta?
ơi, xám này còn đẹp đẹp quá nè. 249. Rồi cái mã áo xám này là 249 giùm em nha. Bé trai mới đó, màu xám. 39.000 á. Rồi chị nào chốt mã này comment là áo xám này về phối với quần quần sọc, quần jean màu đen giùm em. Vô là rau da ra một set luôn. 39.000. ký. Rồi để chị đem vô em lấy cho chị 22 ký. Rồi chị nào chốt xám comment áo xám nha. 249. Số 9 là 22 23 ký. Ghê quá vậy. Rồi xám 39.000 một cái nè. Rồi chị cho ra sao sao bữa nay đang vui vợ là sao? Ủa chị thấy chị xuất kem chị trắng mà con nhỏ này con lóc rồi, bây giờ dám vô đây mày chê tao hả? À bộ đồ đen bậy, vì là không biết là người ta bận cái quần trắng. Má ơi cái quần màu trắng má nè, quần trắng đẹp chưa má, quần trắng khen lại đi. Không thôi chị gỡ lóc cho, không thôi chị lóc tiếp đó. Đây là những cái áo còn 22 ký. Ói ói gì em ơi, tối ngày em vô đem chê chị không à, chị chán em ghê vậy đó. À cho xem cái đầm xám phía sau. À cái màu phía sau là màu xanh tây á nha chị, nó tựa tựa xám á chứ cũng không phải xám lắm đâu, màu đó đẹp lắm á, em lấy cho chị coi. Rồi áo này nha, tôi lên áo mà nó đi nấu cơm đi con nhỏ này. Đầm công chúa phía sau là 101 nha. Đầm công chúa phía sau 101. Dạ em chào chị. Màu xanh tây. Đẹp chưa? Bên dưới là nó đóng mấy cái hạt gì đó, nó đóng vô trong vải luôn tới mấy lớp ren lận nha. Rồi, họa tiết gần nè, ở ngoài nó còn một lớp ren nha. Đây nè, ren mỏng ha. Hỏi không thèm trả lời. Ủa nãy giờ hỏi gì? Có thấy cái gì đâu? Cái gì vậy trời? Bà nội, bây giờ bà hỏi thì tôi mới thấy. Bà hỏi nè, hỏi lại đi. Ủa chứ em thấy comment là em mừng lắm á, em sẽ trả lời liền luôn á. Comment lại đi. Rồi đầm công chúa màu xanh tây. Đầm bé gái 5 tuổi đây. Đầm này 5 tuổi luôn. Có 5 tuổi luôn nha. 101. Phía sau là có dây khóa kéo. Rồi có dây cục lưng luôn á. Để em đếm coi mấy lớp. 1 2 3 4. Rồi hết 4 lớp nha. Xanh tây nè. Cái nơ đẹp chưa? Giặt banh máy luôn, cái hộp nó không rớt luôn. Cái hộp này ghê thiệt. Rồi chị nào chốt đầm comment đầm nha. Đầm màu xanh tây ha. À, size là hình như còn size mấy, cái thứ 6 á. Size lớn nhất là bao nhiêu ký chị? À, để chị coi size lớn nhất còn size gì. Rồi size 7 25 ký giùm em. Size số 8 hết rồi. Size 7 25 ký giùm em nha. Size 7 7 25 ký cưng. Chốt cho chị vui đi cưng nha. 7 25 ký. Rồi số 1 là 9 ký. Đó. Bây giờ em lên cái áo cho con bé này. Nó chốt một cái, nó không chốt là em đập nó nè. Nó kêu lấy áo xong nó đi nấu cơm nha. Xong em lên đầm 35 ký cho chị chọn ha. Bây giờ áo mà nó không chốt một cái là lóc nó nè. Con bé này. Áo chốt giùm em là size số 7 phải không? 25 ký đúng rồi. Số 8 là tới 25. Chị chấm cho em một chấm nha chị. À, chị thuộc kinh đúng không? Khách mới là em chưa có tin nhắn của chị nha. Chị chấm cho em cũng được. Có sự hiện diện của chị là em chốt nhanh lắm. Bà vô bà thả tim cũng được đó. Ừ. Bà Hoài Gia có comment cái gì không thấy bà giận luôn rồi.
đâu có thấy đâu. Áo lẻ nha, 35.000, áo crop top màu hồng phía sau nè. Rồi chốt dùm em mã này là 9kg tới 28kg. Cái áo nha, 9kg tới 28kg dùm em, size số 10, 28kg lận nó bự dữ lắm luôn á. Em đang cầm cái này là size số 5 mà nó bự vậy đó. 35.000 áo crop top này, nó phối cái dù hai bên màu trắng nè, vải trắng á, đẹp ha. Bận với quần sọt đẹp, đừng bận với quần dài, thật sự luôn, cái áo này bận với quần sọt đẹp. Màu ngói nha, màu ngói là hai màu, được chưa? Ủa nãy tính ra nãy giờ chị nói gần 5 phút luôn rồi đó em. Màu ngói. Rồi, mấy chị comment là crop top màu sen và màu ngói nha. Chị ở đâu? Chị ở ở đâu? Chị ở miền Tây. Chị ở Kiên Giang nha. Chị ở Kiên Giang. Mua đi em, chị ship tận giường luôn đó cưng. À, lấy màu ngói đi. Rồi, chị nào chốt comment là crop top màu ngói nè. Cái này phía sau á, rồi mặt trước. Màu này là màu hồng sen. 35.000. Rồi ok em. Chị Hùng Min, ngói size 10, vô trong tin nhắn chấm nha, một chấm đi chị, khách mới em chưa có đơn chị mà. Nha. Vô chấm đi hay làm gì cũng được, cũng chẳng hết trơn á. Ghi lại cái hồi soạn sau, tại này nó cái áo này nó ở ngoài chứ ở đây không có cái áo này. Ừ. Bây giờ màu ngói nè, kim ngân 22kg phải không cưng? Rồi chị Hùng Min nè, khách mới hay cũ gì ta? Size 10, ngói. Bên đây chị nào tên đầm 5 tuổi à, mua một cái vest rồi hả? Có không? Tôi nhớ tôi xả ra luôn á, tính ra là tôi xả luôn rồi đó. Vậy hả? Cái đầm vest 35kg phải không? Rồi xong bữa nay là chốt đơn nha. Chốt đơn đi hàng ha. Rồi áo tiếp nha. Áo này chốt dùm em là tới 20kg thôi. Sen nha, mấy chị comment là sen chữ. Hai bên nó có nhúng nè, nhúng cái dây, nó gần giống như rớp tớp nhưng nó không phải rớp tớp nha. Phơm này vẫn là phơm dài ha. Rồi sen chữ dùm em nè. Xanh ngọc chữ nè, 9kg là nhỏ nhất. Đó, 9kg cho tới 20kg thôi ha. Xanh chữ. Rồi, trắng chữ. Xay nhí nha, 35.000. Rồi, trắng chữ, cưng chưa? Hai bên nó có nhúng dây á, bận với quần sọt đẹp lắm luôn á. Đừng bận với quần dài. Ừ, quần dài kỳ lắm. Hôm bữa nói bữa nào. Ờ, à, vậy hả? Ừ. Nói chứ còn giữ má. Còn giữ. Mà em cũng khùng lắm, em cũng xả bất tử hoài à. Rồi, cho xem cái đầm đỏ phía sau chị nữa nha. Em, cái đầm đỏ phía sau chị là biết gì không? Size 1-4 thôi, chị bán hết 7-8-9 rồi cưng. À, 6-7-8 chị bán rồi. Chỉ còn size 1-2-3-4, cái đỏ đô treo phía sau nha. 1-2-3-4 là tới 16kg thôi. Số 4 nó phơm hơi nhỏ nha, cái đỏ đô đó đó. Đó, không còn số 7 đâu cưng. Đó, hết sự lựa chọn rồi. 3 màu nha. Rồi trắng chữ, trời ơi, mua xong cái bả xã ngồi cười luôn đó. Ừ, chị cũng khùng lắm em. Đó, cục hàng tới rồi nè, khui ra bán cho mấy bà luôn nè. Bả kêu bả cái gì sang từ từ để cái đầm đỏ phía sau là chị nói rồi nha. 1-2-3-4 cho chị coi cái đầm màu hồng ở phía sau lưng em đi. Dạ, bả kêu bả hay chấm 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 lại gì, nhỏ này nói bậy đó rồi nè, nói tầm bậy rồi, nó mới khóa ba dấu sao phải không, vô đây không có nói tầm bậy nha cưng. Nó comment cái gì mà không có văn hóa hoa mỹ gì hết. Còn có một cái thôi nha, 20kg nè, ngói chữ. Không, không lượt nha em. Hồng, hồng lượt nha em, là sao? Rồi ngói chữ còn một cái thôi. Chị nào chốt comment ngói chữ ha. Cái vạt bên dưới nó là vạt xéo nha. Cái tà nó xéo rồi rút dây một bên hông. 20kg á, 35.000.
Trời ơi, hàng của An Vi mà vải đẹp lắm mấy bà, đừng có suy nghĩ hàng này hàng An Vi em bán hàng shop chứ không phải vải cô tông cách tơ hai chiều nha. Chữ khùng chớ chữ gì mà vậy. Ôi vô đây chửi tôi khùng, tôi không có chịu đâu, tôi đâu có khùng đâu. Thôi lâu lâu lên cơn xả đơn vậy thôi chứ không có khùng nha, dễ thương lắm. Ừ. Cái có điều để hơi lâu, ừ để hơi lâu là xả đó. Tánh em vậy đó. À, đầm màu hồng phía sau rồi em cho coi. Để đó. Xong cái này rồi đó, màu hồng phải không? Ở đằng sau là tính ra không phải hồng nữa nghe, màu ruốc với màu cam sữa đó. Ruốc cam sữa với lại màu màu vàng kem nha. Bắt người ta đợi cho đã. Ừ cái này nữa nè. Áo crop top này 35 luôn. 25 kg tới 30 giùm em, 25 tới 32 luôn, 35 luôn. Rồi áo crop top này bé bé nào ở nhà có quần sọc jean đen rồi. Phối cái áo này vô. Đẹp xuất sắc luôn, thật sự luôn. Đây. Đó. Hình cô gái đứng xa xăm gì đó, đứng nhìn từ xa không biết nó nhìn ai nữa. Cái bi hồng trên đầu. Tính ra trên đầu không có cái gì bi luôn đó má. Cái đó là cái áo lẻ nha, áo lẻ đó là 39.000. Áo lẻ bé trai 15 kg có nè, để chị lên đang lên áo lẻ. Rồi áo crop top còn 3 size nha. Cái tay nó may lên like như vậy ha, lên like luôn. 35.000 màu vàng kem. Đó crop top. Cái này á, để em cầm cái quần phối vô cho nó đẹp nha. Lên với một cái quần Gucci được chưa, nguyên một set luôn. Cái áo 35, cái chị phải để cái quần vô nhìn nó mới đẹp. Ở nhà có quần đen sẵn phối với quần đen nó mới đẹp nha. Áo này đi với quần xanh thì nó hơi kỳ, quần đen mới đẹp. Rồi 23 kg cũng được chị, cái phơm này phơm lửng mà con nhỏ này nè, phía sau nè vàng sữa rồi đó. Đợi chút xíu mẹ chị tới đi soạn cho em mấy cái áo 23 kg, nhưng mà chắc còn lâu lắm đó, chưa tới nữa. Rồi hết áo trai luôn hả? Còn áo có chân váy 26 kg chị, chân váy jean màu 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 đỏ hồng nha, 55.000, hàng của Đại Lê á. Trúc Nguyên nó cười kìa, không biết nó cười gì con bé này. Vô lựa đầm đi cưng, bây giờ cưng lấy cái đầm màu đó đó, màu xanh tây đi Nguyên. Là của cưng là cái tên gì chị quên mất tiêu rồi nè. Đây màu dâu nha, màu cam dâu. Ừ. Có áo với chai mà chị đang lên đó. Ờ cam dâu nè. Áo 25 kg, có áo 25 kg nha. Cam dâu với lại màu hồng ruốc là hai màu. Đây hồng nút đây chị ở đâu? À, còn nữa không? Đây. Mà hồng nút đây, chị Thư ha. Rồi hồng nút luôn hai màu nha, size nhí á. Size tới 22 23 kg giùm em nha. Rồi 101. Chị nào chốt đầm comment đầm ha, đầm công chúa 101. Đây, nó có cái nơ nè, cưng chưa ren đồ tùm lum tùm la hết luôn. Hồng nút nha. Chị ở rồi nãy giờ tên hồi tên gì, nãy giờ chị nói chị ở Kiên Giang nha, mấy đứa này ở đâu chị cũng ship hết luôn, chị có nước ngoài là không có ship thôi, mua đi cưng. Ừ. Bà này bà ác với tôi, ác gì mấy đứa này. Quần sọc cho bé 25 kg, dạ em có chị. Hồng ruốc còn size 7 không? Hồng ruốc hết rồi cưng ơi. Màu mới màu vàng sữa với màu xanh tây nó không chốt đâu, nó đi chốt cái màu cũ con nhỏ này. Trúc Nguyên à. Trúc Nguyên, em chốt màu xanh tây với màu vàng sữa cho chị. Chị mới đem về đủ size nó lại không lấy đâu con nhỏ này thiệt chứ. Áo này chị. Em nói nhiều quá em quên á. Áo bé trai size nhí nha, hàng Super Mi luôn, 40.000 giùm em. Rồi đó áo đây chị, chó xanh. Đó comment chó xanh giùm em. Con chó mặt xệ nha, nó nằm ở trên cái ba lô như vậy nè, nó điệu lắm. Rồi con chó màu ngói luôn. Con chó màu ngói nha.
Đó, 40.000 size nhí giùm em. Size bây giờ em chỉ còn tới 18 kg thôi nha mấy chị, nghe kỹ ha. À, xanh tay 9 kg là nhỏ nhất nha, 9 tới 18. Cái áo này 9 tới 18 thôi, còn chó màu trắng nữa. Để đi kiếm nó. Quần jean áo phông đâu? Đâu quần cho bé 8 8 tuổi hay 8 kg? 8 tờ ký là không hiểu nè. Ví dụ như 8 tuổi là không có chữ ký, còn 8 kg là tuổi nó khác. 8 tờ ký là không biết luôn. Này con chó màu trắng đây. À, chị nào chút. Ừ, xanh để chị lấy cho coi xanh ha. Đó. Con chó màu trắng. Trời ơi, kêu bả cho coi cái áo khoác nãy giờ mua mà bả bơ luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Có thấy đâu con nhỏ này. Áo khoác đó hả? Áo khoác gì vậy? À, khoác ơi, gì? Ê, nói nghe nè, comment lại đi, chị không có thấy luôn đó cưng. Chứ không phải chị vậy đâu, em comment lại coi. Vi băng nè. 8 tuổi, dạ có 8 tuổi chị. 8 tuổi là em có. Tự nhiên 8 tuổi ký là tại em không hiểu thôi. Chị Ngọc Hân Lê, chó xanh 12 kg ở trong tin nhắn chấm cho một chấm nha. Rồi chó trắng. Toàn bộ nó đều là hàng Super Mi nha. Đây nhìn kỹ ha, hàng Super Mi. Em đặt hàng rồi đó con nhỏ này. Nó đặt từ hồi tối khuya hôm qua tới bữa nay nó mới đặt xong á. Rồi chó trắng luôn, chó xanh 12 kg nè, Ngọc Hân Lê vô trong tin nhắn chấm nha một chấm đi, chốt cho cái áo nha. 40.000. Rồi chó xanh 12 kg. À, chị Rô Đặng có lấy áo không? Áo này đẹp mà. Áo đẹp mà. Chó. Con chó điệu lắm. Đó con chó vậy đó. Rồi xanh ha. Chó xanh. Trai gái bận được luôn nha. Cái mã này là bận cặp cho hai chị em được luôn. Đây chó cam. Chó ngói, có con chó nó trên ba lô vậy đó. Kêu đi xuống không chịu, vẫn nằm trên ba lô. Áo 12 kg còn mã này nữa nè cưng. 39.000, mã này 39. Rồi xám. Xám chữ giùm em nha. Chị ở Kiên Giang chỗ nào em ram lựa? Rạch Giá cưng. Ở Rạch Giá cưng. Chút xíu nhắn chị. Em chấm cho chị đi, chị cho địa chỉ em qua nè. À, hôm qua lúc nhắn tin là em đi làm. Rồi giờ mới rảnh. Cái áo đó không có 23 kg nha. Cái áo hồi nãy người ta áo cá sấu có 23 kg, nó không lấy. Rồi xám luôn ha. Rồi chó trắng 15 kg, ok chị. Chó trắng vô trong tin nhắn chấm nha một chấm nha chị Ngọc Xuân nè. Một cái áo 40.000. Cái áo 40.000 đó. Chó trắng 15 kg, đừng cho số điện thoại lên trên đây nha. Cho số điện thoại lên trên đây, hồi tùm lum người gọi luôn á. Quần jean dài ngắn có chị có 29 kg. Còn size lớn không chị? Size lớn hết rồi. Vi băng áo khoác hồi nãy mấy gái chị lên một đống cân lượng ở đâu quá cưng. Chị nhớ chị có lên áo khoác gái mà. Con nhỏ này. Bé gái 35 kg đi chị. Ừ, nãy giờ chưa lên được luôn. Giờ lên áo khoác. Đây nè, áo khoác nè. Tôi nhớ nãy có lên rồi mà. Khoác hồng. Hình này là hình chú báo hồng. Rồi có cái túi luôn. Size nhí là 59 ngàn đó cưng. Chị đang cầm size nhí nè. Đúng không? Em hỏi size nhí hay size đại áo khoác vi băng. Rồi bên trong nó có lót luôn. Bánh bèo. Dễ thương chưa? Màu hồng. Màu hồng, màu xám. Treo quá trời mà không cho mình coi. Bây giờ, ủa nãy cho coi rồi mà. Con nhỏ này. Từ từ. Rồi, xám trắng. Xám trắng bên dưới nó may cái túi giống như là túi áo hoodie vậy đó. Được chưa? Cái khóa là khóa bằng kim loại. Rồi, 59.000 tiếp nha. Võ Ngọc Hân thấy rồi nè. À, mua vô trong tin nhắn chấm nhầm một chấm đi. Đừng có cho số điện thoại lên đây. Một hồi nữa là bây giờ kẻ ác rình rập khắp nơi, mà hễ cho số điện thoại ở đâu là nó gọi, nó chốt lung tung beng hết trơn luôn đó. Cho số điện thoại trên comment cũng thật là nguy hiểm. Màu đỏ rượu nữa nè nha. Áo khoác đó. À, cái mã này trai gái bận được. 5969, nghĩa là nhí 59 ngàn, size đại là 69 giùm em nha. Màu đỏ rượu á.
Đỏ này là giống như màu đỏ rượu vang đó, không phải đỏ đô, kiểu hơi tím tím nha. Đó, hơi tím tím. Hàng này là hàng của ai? Của Suka Kid. Vải cô tông 4 chiều nha, đẹp lắm á. Rồi Suka Kid. Quần sọt đi chị. Ừ. À, cái này là xanh ngọc nè. Đây nè, xanh ngọc nè, dễ thương chưa? Màu xanh ngọc còn có 1 cái thôi. Có đồ nam chứ em. Đồ nam là đồ bé trai phải không? Chị đang bán đồ em bé nha cưng. Cưng phải hỏi là có đồ bé trai không chị? Đồ nam là chị tưởng đồ người lớn đó. Người lớn là chị không có bán luôn á. Rồi xanh ngọc. Dễ thương nha. Xanh ngọc này là 15-16 kg nha. Xanh ngọc bán hết trơn rồi đó. Có 1 cái thôi. Áo lẻ hình chiếc giày này là 35.000 nha. Ok, lấy một cặp áo hồng. Trời ơi, vậy mà nãy giờ em hỏi chị đâu có biết đâu, 12-14 kg phải không cưng nè. Vi băng vô trong tin nhắn, chấm cho chị một chấm đi cưng nha. 12-14 kg lấy một cặp ha, 59.000. Người lớn bả chị. Rồi ai mua chị em? Không có ai mua chị luôn á. Chị chán lắm, bởi nhiều lúc cũng hơi buồn. Già quá 30 tuổi rồi ai mua nữa em. Chị Vi băng cho em một chấm trong tin nhắn nha. Vi băng nè, chốt một cặp ha, 59. Áo khoác màu hồng bé gái 13 kg. Ok chị, màu hồng 13 kg nè. Ý 13 kg, còn mấy cái lẻ size nữa nè. Đúng rồi. Chính vì chị ế gì mới ngồi để chị like này, chứ chủ nhật người ta đi quẩy hết rồi. Mấy cái đứa này thiệt tình chứ. Mới nói tối cái đợt bán đi thôi bậy, không có bán đâu chị cho không luôn, nó không thèm đó em. Ở đó mà bán với mua thôi, chị già rồi. Bây giờ cái áo khoác hồng 13 kg cho Võ Ngọc Xuân đây, 59.000 một cái nha. Nhí là 59, nó đại 69 là đại, còn hồng phấn nha. Chị nào muốn mua áo khoác giống y như vậy là còn size đại màu hồng phấn, là size nhí màu hồng đậm này là em hết rồi. Rồi chị Ngọc Xuân nè. Tối mới đi quẩy em. Giờ này quẩy ai coi, giờ này chưa ai mở cửa hết luôn. 59. 13-14 kg nè cưng ha. Heo bếp 3. Bán tới ngày hôm nay là nó còn đúng một cái luôn. Hàng của Star Kid nha, 45.000. Rồi khi nào màu vàng ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là vàng heo bếp 3. Còn một cái thôi, cô tông 4 chiều. Hàng này rất là đẹp. Cái hình này là hình in nha. Khóa này là khóa kim loại luôn. 45.000 heo bếp 3 vàng. Rồi chị nào chốt comment là heo vàng nha. Mã này comment giùm em là heo tím. Đó, 13-14 kg luôn, heo tím. Hình như là nó còn một size á. Size tím là size 2 nha. Tím 2 vàng 3 giùm em. 45.000 lẻ size hết rồi. Rồi, tím 2 vàng 3. Đó, 2m3 còn đúng 2 cái, là 2 cái này là 2 cái cúng cùi luôn đó. Hết rồi đó nha. Hết rồi. Nhiêu chị? Cái áo này 45.000 cưng, nhưng mà chị hết size rồi. Cái size số 2, cái size số 3 nha, nó bị lẻ size đó cưng nha. Tím 2 vàng 3 được chưa? Trời ơi, áo đẹp quá, không ai chốt hết trơn. Bà bán hết rồi, còn có 2 cái chứ nhiêu. 45.000. 25 kg là mẫu khác nha. Mẫu đó chị không có 25 kg. Áo khoác phát hồng còn 22 kg không? Không, phát hồng hết 22 kg rồi. Rồi, áo lẻ chiếc giày size 17 giùm em. Nó có in theo lên trên cái vai luôn ha. Phát hồng hết 22 kg rồi, không có 25 kg luôn nha. 35.000. Chị nào chốt comment là áo giày. Áo giày có đầm đỏ tươi không chị? Bây giờ nãy ai hỏi đầm size đại 35 kg, bây giờ lên đầm đại nha. Đỏ tươi có cưng, nhưng mà đỏ tươi nó không phải là đầm công chúa, đầm vải á. Đầm vải có chân váy jean bé gái 26 kg có, để em ra em lấy cho. Em lấy cái hồng nha. Ủa, lấy cái gì hồng? Em lấy cái áo hồng nha, là cái gì ta?
Cái áo khoác đó hả Ngọc Xuân? Nãy chốt cái áo khoác rồi mà. Nãy giờ em comment mà không thấy chị trả lời. Bây giờ hỏi câu này mới thấy comment luôn. Bây giờ hỏi câu này mới thấy luôn. Nãy giờ có thấy gì đâu. Rồi 35kg nè. Bây giờ chân váy đúng không? Chân váy. Chân váy set thì tá lả hết á. Rồi set bộ 35kg nè. Có luôn mà. Đây nè 35 nè. 35 tới 60 luôn. Jean bo gối bé gái 25kg là không có nha. Rồi jean chân váy gì đó bé gái nè. Rồi bông là đủ màu luôn đó nha mấy bà. Tao nói bông cúc là đủ màu luôn á. 35 cái đầm này bận đi chơi Noel nè. Rồi hôm bữa ai hỏi cái đầm gấu gì? Gấu sọc bút đê rì ha. À ok, thì đó chốt rồi đó, chốt rồi đó. Chốt rồi đó. Comment lần nữa là chốt thêm cái thứ hai luôn á. Tính ra comment nữa là chốt tiếp luôn á. Alo, cái gì? Đang like, cái gì nói nhanh? Cái gì nói nhanh? Thì nói đi, vụ gì? Hàng gì? Hàng sao? Đậm gì? Bao nhiêu ri? Bông cúc quá hả? Xây nhí hay xây đại vậy? À thì bao nhiêu ri? 11 ri hả? 11 ri là nhiêu tiền? Cái gì? À giá hôm bữa phải không? Giá hôm bữa. Khục cướp. Cái gì? Và giá đó không phải hôm bữa giá đó đâu anh hai ơi. Lộn vào đó. À xíu tắt like đi rồi tính. Rồi có gì gửi liền nha. Gửi liền nha, hết đầm mì. Hết sao? Vậy hả? Ừ được. Lấy mà không, nhưng mà giá rẻ má ơi. Để rẻ đi, để giá tao lấy nhiều mà để cao quá là không bán đâu. Lấy chứ đầm công chúa Elsa đi. Đầm công chúa Elsa đi. Ờ Duy gửi hình mẫu đi thôi nha. Mày xỉn gì vậy mày? Có một hồi. Từ rồi. Rồi vậy thôi đi. Thôi đi. Đầm Noel. Không, chị nói giỡn á, cái đầm nó không in hình Noel gì hết á, tại nó màu đỏ để bận đi chơi Noel thôi à. Ừ. Chứ không có đầm mà nó không có in hình ông già Noel gì hết á nha. Chị nói xàm cho vui gì đó. Nhưng mà bận đi chơi Noel được. Đầm này 75 ngày chốt giùm em là 22kg ha. 22, 23kg tới 36. 75 ngàn nha. Vải này là vải. Trời nó đẹp lắm luôn á. Đầm này là hàng An Đông nha. Đầm hàng An Đông. Rồi chị nào chốt đầm comment đầm nha. Đầm gấu á, nó may hai lớp lận. Đó, lớp ren trong, lớp ngoài nữa. Rồi sọc búp berry nè. Gấu màu đỏ nha. Gấu đỏ 75 ngàn. Gấu này là gấu hồng. Chưa, gấu hồng nha. Gấu này là gấu màu nu. Màu nu này là đúng màu của búp berry luôn. Màu nu nha. 75. Rồi chị nào chốt đầm comment đầm đi. 22kg là nhỏ nhất cho tới 36kg giùm em. Size lớn nhất là 2XL là 36kg đó. Đây, gấu màu nu đẹp ha. Rồi gấu nu.
Đầm Xây Đại nè, nãy ai hỏi đầm Xây Đại chốt cái đi cho em vui coi. 75.000 nha, phía sau nó có dây khóa kéo á. Rồi có dây cục lưng luôn. Đó, ba màu. Còn có mấy size thôi ha, 75.000. Gì? Balenciaga mới chịu à. Cái... Rồi còn cái này lại ngon. Ai chốt đầm không? Lên bé gái hai. Tôi đang cầm cái đó là có 25kg luôn á cái bà này. Lẻ size 75.000 còn một cái bông cúc màu xanh ha. Rồi chị nào chốt comment là dây. Dây xanh nè. 28. Ui. 25 gì mà 25. 28kg nha. Áo lẻ em lên qua rồi đợi em chút xíu nha. Rồi dây bông cúc dây ha. 75, dây xanh 75. Cưng quá à. Rồi dây xanh 75 giùm em. Cưng ha. 28kg, vải này vải lụa, bên trong nó không có lót nha. Phía sau là có dây khóa kéo luôn. Sọt bé trai và bé gái, ok em. Rồi dây xanh, còn một cái cuốn cùi luôn. 28kg nha, 75 gì. À, sọt gái nè. Cái lửng bé trai mà phiên la đâu rồi. Có một cái mã lửng bé trai mà nó có theo chữ Phi La đẹp ha. Trời, cái đầm xuất sắc luôn. Yếm jean có, yếm jean nhưng mà yếm váy nha. Yếm váy á, xe 70.000 á, nhí đại luôn một giá 70. Cái gì ạ? Trời ơi, lực ngột, lửng chai. Lửng chai nó có một cái tag kim loại đây luôn, lửng chai nha. À, size này, à, cái mã này mấy chị chốt giùm em là mã mã 78. Lửng bé trai nha, mã 78 nè. Bên dưới là nó cắt rách ha. Rồi hàng co giãn luôn. 18kg tới 26 giùm em. 18kg tới 26 giùm em nha. Đây bé trai. Cắt rách hai bên. Bên dưới là nó kiểu có 9 tấc gái không? Có 9 tấc gái mà. Bao nhiêu ký? 85.000. 85 ha, một giá luôn. Rồi 85, phía sau nó có cắt rách lên túi nha. Hàng này đẹp giả mang luôn. Rồi comment giùm em cái mã này là mã 78 nha. Có 20kg. Rồi mã 78. Jean bé trai đẹp lắm. 85.000 ha. Rồi mã 78 này, ngố trai 78. Comment đúng mã giùm em nha, tại vì nó có mấy mã lửng rồi, mấy mã ngố rồi. Mã 78 nè, 85.000. Rồi tiếp mã này, mã bé trai này là mã 015. Comment giùm em mã 015 nha, có size bé em không? Tính ra là có luôn á. Tính ra là có size bé em luôn á. Yếm mà 12, 14 phải không? 12, 14 để chị đứng lên chị lấy cho chốt nha. Chốt nha, chốt cọc nha. Nãy nó gọi hỏi đầm. Không có đi hội chợ nữa. Cực quá. Rồi đầm. Nhiều lắm không mà cặp. Dễ á. Hỏi lấy không? Lấy. Còn mấy nói là ừ, ra bán này. Bà con, ví dụ như đợt đợt rồi comment giùm em là mã 015. Không. 015. Trời ơi. 015 này là dài bé gái giùm em. Dài bé gái nha. À, nó chỉ có quách đách nhẹ hai bên như vậy thôi, nhưng mà phía sau cái túi á là nó theo cái nơ. Cái này cái nơ nha, cái nơ sau túi cho bé gái. Rồi 85.000. Size là tự nhiên mắc ho nhỉnh nhất. 18kg tới 26kg. Được chưa?
phía sau nó có thêu cái nơ nha, phía sau này là có thêu cái nơ không em. Toàn bộ là chỉ có một mã quần ống loe á, chỉ có mã quần ống loe có set, chỉ có quần ống loe là nó mới là lưng thun thôi, toàn bộ đều là lưng bên trong nó có rút thun hết nha, có rút thun bên trong mà. Ủa tính ra rút thun hai bên vô như vậy, xong rồi cái nút mà cài cố định luôn thì kéo lên kéo xuống vẫn được mà. 85.000 nha. Rồi chị nào chốt comment là mã 015. Rồi zin dài 015 85.000. 18kg cho tới 26 nha mấy chị, nghe kỹ ha, 18 tới 26. Không có size cồ gì đâu nha. Không có size đại chứ lộn. Yếm này là chốt cặp đi. Quần bé gái 25kg mình chốt vô trong tin nhắn chấm cho một chấm nha chị. Đi cho con cái quần size 26. Số 26, chưa chưa phải, dưới nữa. Rồi vô trong tin nhắn chấm cho một chấm nha chị. Chị Bảo An Trần nè. Rồi Bảo An Trần. 85.000 đúng rồi, 015 chấm cho một chấm trong tin nhắn đem chốt cho nè. Lên mấy chồng bên tay phải. Địa nhanh lắm, bà nhanh lắm. Nãy giờ chưa kịp luôn á. Cho em xem đi để mấy em thức quậy không xem được. Rồi em để đây nha, chị Bảo An Trần. Rồi đây yếm đi cưng. Tự nhiên mắc ho kỳ cục. Mẹ ơi, tự nhiên ho kỳ kìa. Thương chưa? Ở trên nó có phối một cái, nó may cái viền bèo đó, rồi bên dưới nó là chân váy, co giãn luôn, nhưng mà không có lót quần nha. Phía sau nè, đó chân váy đàng hoàng nha, xuất sắc luôn á, vải này vải co giãn mà. Bây giờ chỉ còn 1, 2, 4, 5 giùm em nha. Thấy chị rồi, ok chị. 1, 2, 4, 5 70.000, không có 25kg luôn, xui luôn. 25kg một hồi lấy mã khác giùm em. Comment là yếm bi nha. 1, 2, 3, 4, 5. Số 5 là 17kg nha. Số 5 17kg đẹp lắm. Cái này là hàng em xả nha. Hàng này hàng em xả đó, 70.000. Chứ không có giá nhập vô bán ra cái yếm này 70.000 luôn. Thật sự nó có cái tăng đưa ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là yếm bi. Màu này ở ngoài màu xanh bạc á. Xanh này đẹp lắm, xanh bạc nha. Rồi nè, mã này là comment yếm gấu, màu này màu xanh đậm nha. Cái yếm gấu này là màu xanh đậm, cũng 70 luôn, nhưng mà nó còn có 3 size thôi. Rồi 3, 4, 5 giùm em. Yếm gấu là 3, 4, 5 giùm em nha. 3, 4, 5, 70 tiếp. Con gấu này là nó thêu lên. Gấu thêu lên. Bé 20 tháng mặc dài không? Thật ra nếu mà bé 20 tháng bận size số 1 được mà. Size số 1 được mà. Dài thì không dài đâu, cái dây này có tăng đưa lên. Còn ví dụ như cái chân váy mà dài quá thì bà có thể lên like. Đó. Bà đem về bà lên like, bà cắt lên khúc vậy nè. Đó, bà lên khúc thôi là đẹp luôn á. Này comment giùm em là yếm gấu 25kg, một hồi em lấy cái mã kia cho. Có 25kg nha. Yếm không có quần, không có bán yếm quần. Yếm quần bán chậm giả mang luôn, mỗi lần đi tiểu phải lột ra hết nội y hết luôn mới tiểu được. Còn cái này là chỉ cần kéo lên cái là tiểu được liền đó. Về cắt khuy giùm em nha. Rồi yếm gấu, yếm gấu nha, yếm gấu 70. Cái đầm hồng là đầm công chúa hả chị? Đầm công chúa là cái gì? Là 101 nha. Đầm công chúa là 101. Nhìn như mắc ho dữ vậy. Đỏ đô, đỏ đô, đỏ đô đẹp.
chứ không phải đau xương. Yếm gấu là không có vừa bé em đâu. Bé em lấy yếm bi cho chị đi cưng nha. Bé em lấy yếm bi cho mọi người, cho em xin 2 phút để em uống nước coi coi. Tự nhiên nó ngứa quá à, kỳ quá à. À váy jean á hả? Váy jean có nè, đang cầm đây mà chưa lên kịp luôn á. Nguyên một cái set hàng Osakit nha. Bé gái mà size là 35kg cho tới 60 giùm em nha. 35kg tới 60. Màu này là Mickey ruốt nè. Mickey này là màu hồng phấn nè nha, hai màu 79.000 cycle nha. Thầy chị nào chốt mã này comment là Mickey ruốt hoặc là màu phấn nha. Đây, Mickey màu ruốt. Vải là 4.9 phẩm luôn, vải đẹp lắm á. Quần này là quần ngố á. Rồi chị nào chốt set này comment là Mickey ruốt. Áo à. Áo hồi nãy áo nhỏ đó bận cái quần. Trời ơi đưa miếng quần. Rồi Mickey ngố màu gì á chị? Thôi để lên ra lấy áo cho. Rồi Mickey màu phấn nè nha. Mickey màu phấn. Đầm jean là không có đầm jean, có đầm kiểu thôi nha, không có đầm jean nha. Mickey màu gì á bà? Rồi Mickey chị nào chốt comment là Mickey hồng hoặc là Mickey ruốt nha. 79.000 nguyên một set luôn, cái này bận cặp hai mẹ con luôn. Có size đại nữa, size đại là còn tầm 30kg trở xuống là size đại đó. Màu trước á, màu ruốt đi, màu trước. Rồi màu ruốt nè 79.000 nha. Áo hồi nãy em có thấy áo lúc mà chị lên cái áo mà phối với yếm đẹp lắm á. Ủa mà cô có chốt yếm không? Có chốt yếm không? Nó không chốt yếm mà kêu lên áo. Quần này là quần lưng thun nhí đại luôn nha, quần dài lưng thun nhí đại mà cái form kiểu quần đó là quần ống loe á, là 89 và ấy lộn 85 và 95 nha, biết nói bậy. Ủa nó đợi xe biết xong ông đó không tới ông nước luôn. Em chốt cái gì? Bây giờ em lấy yếm gì? Chị có thấy cái gì đâu? Con bé này lấy yếm gì vậy? Đây. Một cái mã quần dài ống loe. Bên dưới nó có đóng mấy cái hạt ngọc trai, ngọc ơ gì vô cưng không? Lưng thun nha. Rồi hàng này là nó vẫn là jean co giãn giống như khi nãy luôn á. Nhưng mà nhí 85-95 nha. Rồi chị nào chốt mã này comment là quần loe. Có đầm 30kg chị. Em có đầm 30kg, em đang chuẩn bị lên đầm đây nha. Rồi chị nào chốt comment là mã quần loe 85 và 95 nha. Nhí 85 đại 95 giùm em. Đây ống loe. Ống loe này bận với áo rất tốt là xí sọn lắm á. Nè cái áo hồi nãy em dơ lên lúc em like đây nè. Cái áo này nè. Đó. Nhưng mà tại cầm cái này nó hơi bự. Cầm cái áo này nó hơi bự. Áo này hơi bự chứ cầm size nhỏ đẹp lắm. Không. Rồi bây giờ em lên đầm 30kg nha. Không.
làm 30 kg có mấy cái màu, mấy cái kiểu này. Ở đâu rồi? Mấy cái chân váy, ai hỏi chân váy jean le mà ghi leo, ghi leo không chốt nè, ghi sai chính tả nè. Loe có 20 kg luôn, chốt thì ok nha. Canh canh nít dễ thương nhờ. Canh canh hả, tên gì? Tên canh hả? Bà Hùng Minh đó, bà comment sai là không chốt nè, comment chữ leo. Trên đó nó có tổ chức không? Nhiều khi nó không có tổ chức đó. Nó không có tổ chức thôi, với lại bán chắc bà bán chậm gì đó. Cái đầm ấy thôi. 30 nè. Có 20 kg. Áo crop top đó là nó có crop top là hai màu nha. Rồi crop top hai màu, crop top màu sen và màu ngói. Đó, size tới 28 kg luôn, 35.000 nha. Đây áo crop top, trời đẹp lắm. Này hàng của An Vi mà mấy bà, đâu phải hàng cắt tơ, hàng hai chiều đâu. Hai bên nó may phối hai một cái, hai cái gì gọi là vải dù hả, màu trắng. Rồi phía sau hình in Versace đàng hoàng, nguyên một cái thương hiệu Versace có 35.000 vậy mà không chốt. Mấy bà này chán ghê gì đó. 20 kg chốt đi canh canh. Rồi hồng sen nè, đẹp chưa, tới 28 kg giùm em. Ủa có sạc tin mà, bây giờ hỏi mới thấy comment luôn đó. Rồi ai chốt màu này comment màu nha. Rớp tớp ngói và sen. Trắng em hết rồi. Đầm nè chị. Đầm này 30 kg. Rồi cánh tiên. Đó, cánh tiên màu ruốc hoa cúc ha. Lấy cho em một cái ok em, để chị lấy cho em ha. Nhưng mà để chị lưu lại cái này. Tại vì rồi, đầm hồng ruốc 85.000 nha. Chị nào chốt đầm comment đầm nè, 85. Size này là size 30 kg. Bây giờ hỏi thấy không thì mới thấy đó. Hồi nãy em chốt yếm gì vậy? Yếm jean gì vậy? Phía sau nè. 30 kg nha. Rồi, hồng ruốc, cánh tiên hồng ruốc. Em đây chị. Ok em thấy em rồi. Rồi sọt bé gái. Sọt váy gì đó tùm lum hết á. Chốt cho em rồi đó cưng. Hồng cánh sen, hồng sen được rồi, gọi thêm chữ cánh vô nữa. Nhỏ này kỹ dễ sợ luôn à. Chân váy jean, lưng thun co giãn luôn, size 9-13 giùm em, hàng Đại Lê nha. Rồi bên trong nó có lót quần luôn, 55.000. Cái màu này ở ngoài nó không phải màu đỏ, màu này hai cái hai màu, 12 kg. Ok em. Yếm bi một cặp, bình luận quá trời. Trời ơi, không có thấy luôn. Đầm công chúa đuôi cá 15 kg. 15 kg có nhưng mà không có đuôi cá cưng ơi. Bây giờ hai cái hai màu 12 kg, vỏ ngọc xinh nè. Bây giờ mới thấy luôn á, tôi chán tôi ghê vậy đó. Không lẽ giờ em đập cái máy em chứ. Em tức á. Nó giỡn thôi, đập trên máy đâu mà xài. Từ nha. Ngươi coi cái một đi, cái một đó đi. Vi băng một cặp nè. Bảy chục ngàn. Ê, bỏ cái này vô trong cái bịch vô đó luôn. Là bé vi băng một cặp nè. Rồi bỏ ngọc xuân cái áo. Áo lớp tốp mà ghi áo lớp tốp là ghi sai luôn nè. Bao nhiêu ký vậy cưng? Ngọc Xuân hai cái hai màu 12 kg. Hai cái hai hồng 12 kg luôn phải không? Đây chị ghi lại đó. Rồi chân váy jean 26 kg là chị xịt tin dâu dễ thương vậy. Rồi Ngọc Xuân crop top. Em nhắn tin rồi ok. Cái này giữ lại hồi nó còn soạn. Rồi chân váy nha. Chân váy bên trong có lớp quần luôn. Dễ thương chưa? Màu này ở ngoài nó là màu hồng đỏ nha. Hồng đỏ. Không có 35 kg luôn, xui luôn. Size lớn nhất là 30 kg thôi nha. 55.000. Rồi xì tin dâu.
cho em một chấm trong tin nhắn cho chị. Chị xì tin dâu ơi nha, chấm cho em đi, em chốt cho 55.000 à. Và xì tin dâu nè, chưa thấy tin nhắn nha, em để đây nha. Chân váy không có 35 nha. Size 13 là 30-32 thôi. Thôi nghỉ chơi với tôi rồi. Rồi chân váy 25. Rồi chốt cho chị Bảo An Trần nè. 55.000. Rồi chị tin dâu thấy rồi, chốt cho chị luôn nha. 55. Mệt bà ghê. Ủa làm gì mệt? Chốt cho bà hai cái áo rồi đó. Ừ, nhưng mà tại vì comment sai. Laptop là cái gì? Là cái máy tính để bàn là laptop. Còn này là áo crop top. Chân váy Nguyễn Thu, cho em một chấm trong tin nhắn đi chị nha. Chưa thấy tin nhắn sao chốt bà nội. Nguyễn Thu ơi, rồi chị Nguyễn Thu nè. Rồi em thấy rồi, Nguyễn Thu 19999. Trời số nó dài, tôi viết tới Tết chưa hết luôn á. 55.000 một cái, ghi chữ Nguyễn Thu thôi. Cái quần sọt này hôm bữa bán 85, chị nào mua rồi là nhớ giá. Hôm nay em bán 80.000, tại vì em còn có hai cái. Đúng hai cái, hai cái cúng cùi. Hai cái nha. 80.000 thôi. Cho nó hết mã này, mai về mẫu mới. Hàng mới luôn mà. Nhưng mà tại vì mới bán cách đây mới 4-5 ngày chứ mấy. Bây giờ cái size 27 với lại size để em coi. Rồi 26-27 là có nghĩa là 20 một cái 26kg và một cái 28kg. Rồi mấy chị comment là trắng 26kg hoặc là trắng 28kg giùm em. Nó in cái đọc, nó đóng nguyên một cái logo New York á, hộp xoàn kim cương lên luôn nha. Hàng thiệt luôn á, hàng thiệt luôn, 80.000. Bên trong có lưng rút nè. Rồi, jean co giãn giùm em nha, jean trắng. Phía sau nó có một cái tác da rồi, cái đóng cái kim loại lên luôn, giả mang. 80.000, mấy chị comment giùm em là trắng 26kg hoặc là trắng 28 đi. Nè, em còn đúng một cặp này, hai size thôi. Đó, một cái 26, cái 28 mà nó có lưng rút mà. Nó có lưng rút bên trong bình thường luôn. Trời ơi, cái này nó nặng lắm luôn, cái quần này nó đẹp thiệt luôn á. Rồi nha, chị nào chốt quần comment quần 26 với 28 á, 80.000 nha. Hồi bữa là em bán 85 đó. Bà nào mua rồi là nhớ giá 85 mà. À, lên áo luôn á hả? Áo áo gì? Quần 35kg ngoài mẫu khác nha. Mấy áo bên xào á hả? Mấy áo bên xào là đầm. Nếu mà xào đang tính là nhìn ra vậy là đầm nè. Đó, nó đầm nha. À, bây giờ quần lẻ tiếp nữa, à, quần jean nữa nè. À, cái này treo lên con ơi. Rồi quần jean. Quần jean nha. Rồi trắng 26kg. Ơi. Rồi trắng cho chị Bảo An Trần nè. 80. Quần Gucci. Được chưa? Bên trong nó lưng rút luôn. Rồi cái logo này là nó in nổi lên nha. Logo in nổi, cắt rách hai bên luôn. Được chưa? Rồi Gucci đang cầm 26kg nè. 26. Rồi còn 3 size nha, để em coi. Hình như là 26, 28. 26, 28 với một cái 26, 28, 30. Chính xác. 26, 28, 30 giùm em nha. 26, 28, 30, 85.000 luôn. Quần sọt Gucci, xây đại cho bé gái luôn. Rồi comment là Gucci nha. Kế bên đóng bà là cái gì? Xanh đỏ, tím vàng, xanh lá gì đó. À, bộ dài á, tay dài, quần dài á, bé trai nha. Legging có nhưng mà bữa nay không bán legging nha. Legging phải soạn nó tùm lum size hết á. Không có còn ri nữa, hết ri rồi. Ừ, bữa nay không có bán legging. Cái gì vậy? Này là
Trời lạnh là người ta mua áo tay dài quần dài nguyên bộ luôn đi, mua gì có cái quần không? Cái này cho em có hợp. Đây 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 đây. Rồi chị nào chốt mã này comment Gucci nha. Có mà, có 16 kg mà trai hay gái nãy giờ đợi bà comment luôn á. Trai hay gái vậy? Rồi Gucci là 85. Nên là Gucci 28, 26, 28 không phải ở trên sào á. Ở trên sào là đầm. Đầm xây nhí, bây giờ mua đầm không? Chị đang lấy đầm vô bán cho cưng nè. Đầm không? Đầm nha. Trên đó toàn bộ. Cái sào dưới là đầm đại. Ở giữa là đầm nhí. Ở trên là, ở trên là bộ tay dài quần dài con nhỏ này. Dạ, trai hả? Trai 16 kg hả? Đây đây đây, trai 16 kg. Cái ủa hồi nãy ai hỏi cái đầm cúc gì á, đầm đầm cúc, cái bông cúc đó là đầm tiểu thư, bông cúc dễ thương lắm, để lấy cho bán luôn. Cái size đó size 36 kg, size 2XL 75.000, em sale cho hết còn đúng một cái à. Cho con mượn cái đầm bông cúc màu tím thôi. Đầm công chúa xám phía sau. Phía sau là màu xanh tây nha. Đẹp lắm luôn. Chốt đi nhà bé Thỏ ơi. Không phải nữa. Cái sào kế bên đóng cửa. Đóng đo đóng. Cái sào, cái sào kế đóng. Đóng đo là gì? Nhỏ này nó chuyên gia comment không có dấu nào. Hồi đó nó học chính tả mấy điểm á. Đây, cái đầm bông tiểu thư dễ thương cho. Còn có một cái thôi. Tay là tay cánh tiên. Size là size 2XL. Size 2XL. Không, bây giờ 26 kg là bông bông cúc màu khác. Xem đẹp mới chốt. Đúng, đẹp mới chốt. Xấu sao chốt đây. Từ từ để em lấy cho coi. Nhưng mà bà comment size màu tôi không chịu. Bà comment size màu rồi không phải xám má ơi. Màu đó người ta báo em là màu xanh tây nha. Comment xanh tây đi tôi lấy cho coi. Rồi, bông cúc màu tím nè, 75.000. Còn có một cái thôi. Ừ, màu xanh tây, vậy đi. Kiểu giống vậy bán hết trơn, không còn một cái. Bây giờ kiểu giống như vậy nha. Bây giờ kiểu giống như vậy là thứ ba, thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau. Bây giờ nếu mà kiểu giống như vậy là còn mã này nè bà ơi. Khổ mấy bà ghê đó. Bông cúc, bông tiểu thư, xanh tay đợi chui chút tôi lấy cho. Rồi đây nè, bông tiểu thư nha. Nó có 3 màu ha. Cái đầm này nó theo bông trước sau luôn. Rồi, cái dây khóa kéo đầm này là 85.000 giùm em nha. 85.000. Nói chuyện giống như là hội chợ vậy đó. À, bông cúc xanh. Đây đây đây, nguyên một cái hàng bên đây là còn đầm nhiều lắm nha, nhưng mà tại em chưa có lên kịp, để em chút. Màu này comment là tiểu thư xanh. Size 9-12. Tiểu thư màu ngói nè. Tiểu thư màu xanh cớm ha, là 3 màu. 3 màu nha. Cái mẫu nó như vậy. À, chị nào chốt đầm comment đầm vải lụa, hàng đẹp xuất sắc luôn. Vải này vải lụa. Vải này khỏi ủi. Giặt xong cái là phơi lên là yên tâm luôn á. Đâu cần ủi đâu. Màu xanh cớm nha, xanh cớm. Đó. Size em đang cầm là size 9-12 đó nha. 9-12 là tới 30 kg giùm em. Không có 33 kg đâu nha. 30 thôi. Bé nào mà 31, 32 mà roi roi thì được. 3 màu, tiểu thư này 3 màu 85.000. Màu ngói nữa nha, màu ngói nữa là 3 màu á. Rồi, ai coi cái gì nữa. À, màu xanh tây đúng không? Đây, màu xanh tây. Xanh tây này á, xanh tây này khác với xanh tây hồi nãy. Hồi nãy đầu like ai chốt xanh tây mà nó không có đóng nút trên đây đúng không? Cái mã này có đóng nút ở trên, bên dưới nó không có đóng. Nha, nó có hai cái khác nhau á. Rồi, à, nhìn ở bên ngoài á là nó có một cái lớp ren mỏng phối vô nữa nha. Nhìn giống áo mà không phải không. Và sao? Lấy tiểu thư xanh là ok chị. Dễ thương chưa? Size 16 nha. Đó, xanh tây 101. Bé Thỏ ơi,
Bé Thỏ ơi em còn đây không? 101 nha cưng. Rồi đó, xanh tây. Xanh tây nè. Vàng kem nè. Đó. Được chưa? Vàng kem. Em thấy tin nhắn chị xì tin dâu rồi đó. Đỏ đô. Đỏ đô nha, đỏ đô. Xe 6 mấy ký? Xe 6 18 19 ký đó má. Nha, xe 6 18 19 ký giùm em. Màu hồng ruốc. Được chưa? Hồng ruốc nha. Đó, hồng ruốc. Toàn bộ một giá 101 nha. À, áo lẻ. Chỉ có riêng cái đầm này là phom ngắn nha. Cái tùng váy bên dưới nó là phom ngắn, nó không có dài như mấy cái kia, mặc dù cùng size nhưng mà phom ngắn. Màu dâu. Được chưa? Màu cam dâu. Rồi. Màu đỏ đô. Đỏ đô là chỉ còn 1 2 3 4. Được chưa? Đỏ đô 1 2 3 4 nha. Mấy cái này là đủ size nè. Đó, đủ size, đủ size, đủ size, phom dài, được chưa? Xong rồi đó. Em tính lấy cho hai bé mặc cặp mà không? Nghĩ độc luôn. Yếm bò 26 kg. Là yếm riêng đó chị. Yếm chân váy có mà. À, lấy tiểu thư xanh cho chị chờ. Chị xin dâu. Một bé 15, một bé 28. 28 là size số 8 đó má. Size số 8 luôn á. Tính ra là size số 8 luôn á. Lấy một cặp màu vàng kem cho tôi. Lấy cặp màu vàng kem cho tôi. Là 28 đó. Size số 8 nha. Có áo thun mặc với quần jean không? Có chị, có áo thun mà. Trai hay gái vậy? Trai hay gái? Rồi, size số 9. 25 kg nè. Cho chị xịt tim dâu. Cái nít nghe yêu đời dễ sợ luôn. Rồi, tiểu thư xanh ha. Tiểu thư xanh 85. Tôi thích xanh tây. Xanh tây hồi đầu like tôi bán rồi. Lấy size 28 kg đi chị. Ok, đổi qua 28 kg nha. Rồi đưa lại con cái đó đi. Đưa lại con cái đó đi. Chị đổi qua màu này. Chị cái này cho em lên lại không? Chị cho lên lại. Trên nhau 85. Gái em ơi. Gái. Gái gái cái gì? Định nói cái gì qua. Rồi cái áo gái hồi đầu em có bán cái áo này nè. Có còn mấy size nè. À, áo trai này hơi bị nổi luôn á. Đây áo trai 35.000. Nguyên một cái thương hiệu Lamborghini. Đó, bé nào mà thích xe Lamborghini đó, chốt cái áo màu xanh bơ này về cho em. Bận là nó đi không bao giờ bị lạc nha. Cái áo này nó hơi bị nổi luôn á. Bộ tay dài. Ừ, em quên chị, để em lên liền. Cổ nó là cổ tim. Màu nó là màu màu dạ quang á. Xanh dạ quang luôn. Phối với quần sọt lửng giùm em. Cái mã này chỉ bận với quần jean lửng mới đẹp nha. Rồi cổ tim 35.000. Vậy hả? Size 7 mới vừa. Đúng rồi, size 7 đó. Size 7 lần. Đợi chị về đợt sau đi. Có mã khác nữa. Bây giờ nói chung mỗi một mẫu chị về mã vậy thôi. Rồi về tới mẫu mới là không có quay lại mẫu cũ. Chị ít khi nào quay về mẫu cũ lắm. Không có nhập thêm cái mẫu đó nữa. Nhiều khi để ý nha, mập nhập cái mẫu đó nữa về lần 2 là bán chậm à. Kiểu nó bị dội mẫu hay sao không biết nữa. À, chị nào chốt comment là áo nha. À, size 1 1 2. 1 2 4. Rồi 1 2 3 4. Áo này là 1 2 3 4 nè. 35.000. Dài trai 18 kg. Rồi bộ dài trai 18 kg sale 40. Chưa. Chưa, còn lại. Thì để trong đây mà. Nè. Hồi ngoại đưa cái lóc áo, áo trên móc áo mới đó cho con. Áo bé gái nè. Bây giờ lên áo bé gái chốt nha.
Chị cho em xem áo đây, chị cho em xem áo luôn cưng. Bộ dài bé trai, cái áo màu xanh biển, cái quần là màu đen nha. Nó phối với quần đen nguyên một set luôn. Lẻ size, còn đúng size này là size 20kg nha. 40.000 á. Rồi chị nào chốt comment là set xanh 40.000 nha. Xanh 40 đúng rồi, nguyên một cái lớp áo đó luôn. Cái này bỏ. Trên đó có chưa? Trên đó có xanh bơ rồi, thôi khỏi đó. Giống. Nó còn mấy mẫu chưa có kêu lên nữa chị. Rồi chị nào chốt xanh comment xanh 40 cho chị nè. Còn chị còn đó. Em còn nhiều lắm á chị, mà tại vì nó từ từ á. Có nè. Rồi chị steam dâu 40.000 ha. Đầm hồng rút số 6 còn không? Em mua giùm. Em mua giùm nhỏ em của em. Mua giùm có không? Mua giùm đúng không? Ở đây nó có phụ coi cái đầm đi đầm nguyên ri luôn á, còn số 6 không đâu. 4-5 không cưng, hết rồi cưng, hết rồi nha. Hồng ruốc không còn số 6 nha gái. Trời ơi tôi tức á. Cái màu vàng kem nguyên của cái riêng ta mới về đẹp muốn chết. Có số 6 nó không có chốt, nó chốt mẫu cũ chơi vậy đó. Con nhỏ này thiệt, nó đáng yêu hết sức. Màu vàng kem nè. Màu vàng kem tính ra còn nguyên ri luôn á. Tính ra là mới bán được có 2 size thôi. Ơi, có mới vàng kem mới bán được có cái số 3 à. À sao kỳ vậy, 6, 7, 8 còn y nguyên luôn. Vàng kem nha, chốt vàng kem đi. Ủa cái màu này á, thật ra là nó màu kem, nó không có cái gì mà đen hay trắng hết trơn á, hơi kỳ quá. Đỏ đó, cái xào đó đó, nãy giờ chỉ bả mà không biết, nãy giờ chỉ bả mà không biết là trên đây á hả. Cho đây đâu phải cái xào đâu, chứ là cái gì, cái bb gì đó, cái ấy thôi. Rồi tiếp nữa nè, lẻ size bé trai nha, hàng của Zara Kids, tay dài quần dài nha. Từ từ là em lên nè. Hai bên là nó may sọc nha, giống như dáng thể thao gì đó. Quần cũng may sọc luôn, quần suông, được chưa. Con chó màu đỏ, trai gái gì bọn cũng được hết giùm em nha. Không có phân biệt giới tính, cái mẫu này là cái mẫu này gọi là mẫu phi giới tính, lưỡng tính luôn đó. Trai gái bận được bình thường. Màu đỏ tươi, cô tông 4 chiều Zara Kids 40.000 dùm em. Bây giờ số 4 á, là 16kg nha. Rồi số 6 là 18kg. Em còn 2 set. Chị nào chốt comment là đỏ 4 hoặc là đỏ 6 nha, 40.000. Được chưa, đỏ 4 đỏ 6 dùm em. Nguyên một set luôn ha. Cái form này là form suông nha. Ống này không có bo, ống này là ống suông nè. Bé em đỏ là nên chốt màu, bé em đen là nên chốt màu đỏ cho chị. Ừ, 40.000 á. Cái này là sale nha. Rồi em chốt cho chị số 6. Số 6. Đỏ 24kg là không có luôn. Thật sự khi mà bé nó đen quá, mình phải chơi cái gì nổi lên, cho nó lạ, cho nó kiểu là lạ đó. Còn mình chơi những cái màu mà nhu nhu thì nó. Đỏ là không có 24kg nè. Comment sao bây giờ 24kg là mẫu này. 45.000. Tay ngắn quần dài, size số 8 nha. Nè nè chị canh coi cái này được không nè. Chị bấm liền nha, bấm liền, bấm liền giùm em. Tay ngắn nhưng mà quần dài. Bé em thích màu hồng nhất. Thôi kêu nó đổi màu đi cưng. Con nít nó dễ lắm, nó dễ thích nghi lắm. Em ép nó lên là nó đổi liền à. Kêu nó đổi màu khác cho chị. Rồi xanh khủng long size số 8, 25kg nha, số 8 đó. Tay ngắn quần dài. Hai bên là nó may, nó phối sọc gì vô không biết nữa. Rồi có bo bên dưới luôn. Chị ơi có baby doll 10kg. Không cưng, chị không có áo baby doll, có đầm baby doll thì có nha. Đây xanh. Comment giùm em là mà xanh khủng long hoặc là xanh Mario đi nha. Xanh khủng long hoặc xanh Mario 45.000 á. Tay ngắn quần dài, size em đang cầm là size số 8 nha. Đây size số 8. Rồi tay ngắn quần dài lẻ size 45.000 thôi. Hôm nào trời lạnh đó bận vô xong rồi khoác thêm cái áo khoác vô cho em nha.
Nếu không khoác cái áo khoác nó lạnh cái tay đó. Doraemon này hôm qua là em bán 40 nè. Cái size là 15 kg. Doraemon này là còn 15. 15 với lại 13 chứ. Rồi Doraemon 40 nha. Doraemon. Rồi chị nào chốt comment là mã mon nha. Mon 12 13. Áo hồng á có cặp không? Em lấy một cặp nha. Áo hồng rồi vậy. Áo này hả? Áo này size đại má ơi. Áo này size đại. Đây nè, áo size nhí nè cưng. Hồi nãy cưng coi áo này chưa? Chị quên cho cưng coi áo nữa. Đây nè. Rồi comment giùm em là áo xanh chữ nha. Xanh ngọc chữ, hai bên nó có nhúng. Nó nhúng cái dây như vậy ha. Coi giảng luôn hàng của An Vy á. 35.000 nè, size nhí á, xanh chữ nè. Hồng sen chữ nè. Rồi, mã này là trắng chữ, là ba màu ha, trắng chữ. Là size nhí đó cưng. À, nó còn áo xanh cốm. Dễ thương á, một cái thôi. Rồi xanh cốm luôn. Xanh cốm này chốt giùm em 14 kg, còn có một cái thôi. Comment xanh cốm nha, 35.000 luôn. Cái áo ủa ngoại còn mấy cái áo kia nó có ngoại tê nó có không? Cái nào còn ri ri vậy? Áo màu ngói chữ kìa. Rồi xanh có cái nơ nữa kìa. Xanh ngọc á. Đó, đó đó đúng rồi. Lấy qua một cái vô luôn đi. Cái xanh nhỏ nhất á. Rồi xanh con gấu luôn. Rồi comment giùm em là xanh hình nha. Xanh hình 9 kg cho tới 16 kg giùm em. Xanh hình ha. Đây xanh hình. Có cặp này cưng, xanh hình, xanh ngọc. Ở trên nó khoét một cái lỗ thắt cái nơ nha. 9 kg cho tới 16 kg. Dễ thương ha. 35.000 xanh hình nha. Còn bộ dài không? Ủa em còn nè, để em chút. Rồi xanh hình một cặp nè, 35. Rồi gấu, comment gấu giùm em ha. Gấu là 9 kg cho tới, để nó đi. Gấu là 9 kg cho tới 16-17 kg. Bên dưới nó có nhúng, nó bo eo nha. Gấu dễ thương. Trời ơi, vải hàng An Vy đẹp lắm luôn á. Nhưng mà kiểu nó là theo con gấu lên vậy thôi. Cái áo này nó đơn giản theo con gấu thôi. Comment là áo gấu. Áo gấu nha. Rồi áo xanh ngọc hình nè. Đó, xanh ngọc hình 9 kg cho tới 16 kg. Mã này comment giùm em là xanh cốm nè. Xanh cốm tim. Dễ thương nha. Rồi xanh cốm tim nha. Mã này là comment xanh gì đây? Xanh 3 phân đi. Tại cái cổ nó may 3 phân nha. Cái cổ này may 3 phân. Comment giùm em là xanh 3 phân. Cũng là 9 kg tới 15 kg thôi. Đây xanh 3 phân. Hai bên nó có may nhúng dây nha. Dễ thương. Đó, là có cặp không đó em? Có cặp không đó cưng nha. Gấu Vi Băng lấy gấu. Rồi Vi Băng lấy rồi một cặp gấu ha. Một cặp gấu. Chị bộ dài nè. Dài Doraemon nè. Đó 40.000 nha. Dài Doraemon này sale đó, 40.000, trai gái gì bận cũng được hết. Rồi chị nào chốt comment mã mon xanh nha. Mon xanh size 4. Mon 4, mon 5. Còn hai size thôi, mon 4, mon 5 ha. Trời ơi, cái chữ này đẹp lắm nè, không có chốt cái chữ. Rồi áo size đại giùm em. Áo size đại là chốt từ 22 kg hả? 22 cho tới 32, 35. Đó, 22 tới 32, 35. Quên. Cái này lẻ size còn một cái thôi, bán 45.000 nha. Áo Gucci. Em bán ở đây 85.000 mấy chị thấy chưa? Size này em đang cầm là size 26-27 kg. Gucci theo nha. Bên dưới nhúng dây nè. Rồi chị nào chốt comment mã vàng. Một chữ một thôi, vàng ha, còn một size thôi, một cái luôn á. Vàng sữa nha. Vàng đẹp lắm, vàng sữa 45.000. Rồi vàng sữa 45. Cái này hồi xưa lên trên cao quên. Rồi vàng sữa là 45. Đây vàng sữa. Nó theo cái logo Gucci lên nè. Vàng sữa là một cái nè.
bé gái 45.000 nha. Chị nào chốt áo comment áo, size này là size 22kg cho tới 32-35 dùm em. Vịt Donan nha. Vịt Donan màu màu hồng. Vịt Donan màu dâu nha, màu đỏ dâu á, 45.000. Rồi, vịt Donan màu ruốc nè. Đó, vịt màu ruốc. Màu này là màu xanh bơ. Đây, vịt Donan màu xanh bơ ha. Bên dưới cái tà nó là may, nó may kiểu này nha, kiểu nó xéo vô vậy đó. Rồi chị nào chốt áo comment áo nha, 45. Vịt màu xanh bơ. Rồi, vịt màu ruốc, vịt màu dâu ha. Tay màu dâu. Rồi, màu hồng phấn. 4 màu nha. 45.000, ra ngoài cầm giùm con. Hết. Đếm coi. Rồi sắp hết pin rồi. Thôi em. Rồi em tắt em chốt đơn nha. Em tắt em chốt đơn, hết pin rồi, hết pin rồi. Em cảm ơn mấy chị nha.